Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Sau khi lưu đầy, địa vị của ta cực cao, tập 21 tấn vương phủ sứ đoàn đều đi rồi, lưu lại một đống vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu, một vãn tình tự mình kiểm kê một chút, nhiều vô số thêm lên có 50 nhiều vạn lượng, đương nhiên, châu báu cũng định giá, nàng cùng đổ đại tiểu thư hai người một người đếm tiền, một người nhập trướng, vội vui vẻ vô cùng, đổ đại tiểu thư thật vui sướng, 100 vạn lượng bạc tới tay, chúng ta trước tiên hoàn thành mục tiêu, này chỉ là tiểu đầu. Bắt lấy từ thành cùng khâm châu mới là đầu to, người nói rất đúng, từ thành có quảng sắc, đây là tiền tài đều mua không được đồ vật, thiết là nghiêm khắc quản chế phẩm, trước nay đều nắm giữ tại triều đình trong tay, tấn vương phủ tác loạn đoạt qua đi, hiện giờ rơi xuống tay lương trong tay, chỉ có thể nói, phong thủy thay phiên chuyển, một vãn tình còn nhớ rõ nàng ở lưu đầy trên đường muốn một cái nồi sắc đều không được cảnh tượng, không cấm hơi hơi mỉm cười, có thể chế tạo vũ khí, cũng có thể chỉnh tốt hơn dùng nông cụ, tỉ như, cày khúc viên, đây chính là làm ruộng thần khí có thể đề cao gieo trồng sản lượng lê giá có thể dùng bó củi tới nhưng lưỡi cày cần thiết dùng làm bằng sắc chế nghĩ đến điểm này nàng lấy ra tùy thân mang theo văn phòng tứ bảo nỗ lực hồi tưởng cày khúc viên cấu tạo đồ theo lục quy mông cái cày kinh ghi lại cày khúc viên từ lưỡi cày lê vách tường lê đế áp sàm sách ngạch lê mũi tên lê viên lê sao lê bình lê kiến cùng lê bàn này mấy cái bộ kiện tạo thành chú một nàng viết nhập thần người khác không dám tới gần, hiện trường tỉnh cực kỳ. Một cẩm dao đứng xa xa nhìn, một vãn tình chuyên chú nghiêm túc bộ dáng phá lệ đẹp, thật dài lông mi hơi lóe, mặt bên hình dáng đẹp như họa. Không biết qua bao lâu, một vãn tình rốt cuộc động, đem bút một phóng, xoa xoa giữa mày. Nàng ngày thường đều như vậy, linh cảm chợt lóe mà qua, có cái gì hảo điểm tử nàng liền chạy nhanh nhớ kỹ, miễn cho quên mất. Đỗ đại tiểu thư tò mò thò qua tới, đây là cái gì? Một vãn tình cười ngâm ngâm giới thiệu, cày khúc viên, loại này tiểu xảo linh hoạt có thể làm cày ruộng tốc độ có thể đề cao vài lần Đổ đại tiểu thư ánh mắt sáng lên thật tốt quá trước làm người làm ra tới thử xem nàng tuy rằng xuất thân cao quý nhưng không phải cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư biết rõ bá tánh sinh hoạt không dễ cũng biết nông cày tầm quan trọng dân vì thực vì thiên một cẩm dao ngơ ngác nhìn vẽ đây là chính ngươi nghĩ ra được một phản tình dừng một chút khẽ lắc đầu trước kia ở đâu quyển sách nhìn đến hẳn là có thể dùng đang nói chuyện thị vệ chạy tới huyện chúa đại tiểu thư tôn đại nhân thỉnh hai vị vào thành một vãn tình hơi hơi gật đầu mang theo người vào thành phủ nha cửa đã dán ra an dân thông cáo từ thành chính thức nhập vào tây lương tuyên bố sở hữu đồng ruộng khế đất trở thành phế thải thổ địa về quan phủ sở hữu mỗi nhà dựa vào hộ tịch phân mà mỗi người có phân nhưng không cho phép chuyển nhượng mua bán điền thuê trực tiếp giao cho quan phủ này thông cáo vừa ra toàn thành đều oanh động, nghèo khổ bá tánh nổi điên chạy tới hỏi thăm tin tức, được đến xác thực tin tức, bọn họ không cấm hỉ cực mà khóc, đối tay lương quan viên cảm động đến rơi nước mắt, ông trời mở mắt, cứu tin rốt cuộc tới, bá tánh chỉ có có mà là có thể sống, thuế cũng không cao, chỉ cần giao một nửa, so trước kia mạnh hơn nhiều, trước kia bọn họ đất cho thuê chủ mà, cực cực khổ khổ một năm đều dưỡng không sống toàn gia, điền thuê cao dọa người. Oanh oanh liệt liệt phân mà, mỗi người vui vẻ ra mặt đương nhiên, một nhà vui mừng một nhà sầu, phú thương cùng gia tộc quyền thế thổ địa bị sung công, tự nhiên là khó chịu, có tự nhận xui xẻo, có trong lòng không phục tới nghi ngờ, quan phủ tỏ vẻ, nói tốt không giết các ngươi không xét nhà, cho các ngươi quay lại tự nhiên, đều làm được a, à. các ngươi không phục, vậy rời đi đi, nói thật, Tây Lương xem như ôn hòa phái, giống nhau đều sẽ cường kiếp một phen, ai đến phiên liền tự nhận xui xẻo, Tây Lương chỉ cần mà, không phá cửa cường đoạt tài phú, đã là phá lệ khai ân, ngươi còn chạy tới hạt bi bi, có phải hay không thiếu triều nha. Cứ như vậy, phú thương gia tộc quyền thế rời khỏi hơn phân nữa, phía trước quan viên cũng chạy một đám. Một vãn tình từ lương thành khẩn cấp điều một đám quan viên lại đây, nàng vốn là thống trị hảo thủ, từng hạng chính lệnh phát đi xuống, vội mà không loạn, có đổ đại tiểu thư cùng một tử thành trợ thủ, hết thảy gọn gàng ngăn nắp, mọi người đều vội chân không chạm đất, giao thừa đều là tùy tiện thấu cùng, cùng nhau ăn bữa cơm liền tính xong việc. Mà Tôn Đồng Tri trước tiên mang binh tiến đến tiếp nhận quảng sắc, đã xảy ra một phen tranh đấu sau, thuận lợi quảng sắc thu vào trong túi. Hắn còn đem phụ cận vũ khí xưởng bắt lấy, mừng đến một đám hoàng công đao kiếm, nhưng đem hắn nhạt hỏng rồi. Huyện chúa, cày khúc viên tạo hảo, ngài xem xem là như thế này sao, một vãn tình ánh mắt sáng lên, cẩn thận nghiệm thu một phen, đúng vậy, đi đi đi, chúng ta đi làm thực nghiệm. Tôn Đồng Tri có chút phát sầu, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, mà đều đông lạnh thường, đi nơi nào thí, theo ta đi. Một vãn tình mang theo đoàn người tới rồi một cái nông trang, đây là nàng phía trước cùng phú thương mua, này phú thương mang theo người nhà chạy, nửa bán nửa đưa quét sạch sở hữu tài sản, nàng lộng một cái đơn giản phòng ấm, đang định loại điểm rau dưa, phòng ấm độ ấm còn có thể, dùng thủy tưới, nàng gọi tới mấy cái trồng trọt bá tánh, cùng bọn họ giảng giải như thế nào sử dụng kiểu mới nông cụ nông phu nhóm đôi mắt càng ngày càng sáng, gấp không chờ nổi thử dùng. Ta tới thử xem, mọi người xem nông phu đẩy lê xuống đất, một mẫu đất thực mau liền cày xong rồi. Khi nông phu cũng không cảm thấy mệt, vui mừng kêu to, viện chúa, này lê quá hảo sử, tốc độ thật nhanh, hơn nữa không uổng lực, ta một người đều có thể hoàn thành. Một vãn tình thật dài phun ra một hơi, dùng tốt là được. Liên tiếp thử vài lần, xác định tính năng ổn định, tôn đồng tri mới nói nói, viện chúa, cày khúc viên tốt như vậy dùng không bằng nhiều chuẩn bị ổn định giá bán cho tây lương bá tánh một vãn tình hơi hơi gật đầu hảo đúng rồi phải cho triều đình thượng một đạo tấu chương hẳn là hướng cả nước mở rộng đỗ đại tiểu thư có chút hâm mộ ngươi lại nhiều giống nhau công lao không biết lần này hoàng thượng sẽ như thế nào thưởng ngươi đâu đang nói chuyện tùy tùng chạy tiến vào huyện chúa đại nhân ra đại sự toàn trường toàn kinh lại nơi nào đánh nhau rồi hoàng thượng thoái vị tùy tùng ném một cái bom xuống dưới một phản tình sắc mặt biến đổi thoái vị trong cung đã xảy ra chuyện đổ đại tiểu thư phản ứng cường liệt nhất a à, kia ai thượng vị thái tử sao nàng cái thứ nhất phản ứng chính là hoàng tử mang binh bức vô thoái vị nàng thẩn trương không được thái tử là nàng thân biểu đệ cùng đổ ra một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn tùy tùng vội vàng nói thái tử đăng cơ thành tân hoàng sửa niên hiệu vì chính khang đỗ đại tiểu thư che lại thình thịt loạn nhảy trái tim thở vào một hơi còn hảo là bình thường nhường ngôi một vãn tình cũng như trút được gánh nặng thực hảo thái tử thành cuối cùng lui gia những cái đó hoàng tử cũng nên hết hy vọng đợi lát nữa liền thượng một đạo chúc mừng sổ con khó được nhàn rỗi một lát một vãn tình đem một cẩm dao gọi tới trực tiếp xong xuôi hỏi nói đi ngươi là như thế nào thuyết phục hoàng thượng một cẩm dao mấy ngày nay vẫn luôn ngồi ở phủ nha gần gũi nhìn một vãn tình nàng thấy được một vãn tình lực áp một đám quan viên, phát hào tư lệnh bộ dáng, cũng thấy được nàng làm công bận rộn một mặt, càng thấy được nàng hành sự có độ, khí định thần nhàn một mặt, nàng bỗng nhiên minh bạch, một vãn tình dùng cái gì có thể đi đến địa vị cao. Ta nói cho Hoàng thượng, tấn vương thế tử sớm có tâm làm phản, dùng nhược điểm khống chế rất nhiều quan viên vì hắn sử dụng, lục bộ đều có người của hắn. Một vãn tình trăm triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này, cho nên, người tố giác những người này, một cẩm dao khẽ lắc đầu, ta biết đến không nhiều lắm, binh bộ Hà Lan Trung, lại bộ tả Thị Lan cùng hắn âm thầm lui tới chặt chẽ, bị ta phát hiện, lại bộ Thị Lan. Đây chính là tiến vào quyền lực trung tâm, một vãn tình có thể tưởng tượng hoàng thượng lúc ấy có bao nhiêu tức giận, tấn vương thế tử bàn tay như vậy trường, hoàng thượng há có thể dung hắn, kinh thành tự nhiên là nên đón một phen rửa sạch, một cẩm dao có điểm tiếc núi, đáng tiếc, ta không có lộng tới mặt khác danh sách đây cũng là nàng trốn chạy nguyên nhân sợ tấn vương thế tử ngày nào đó đã biết việc này nghe nàng thản nhiên kể ra này hết thảy một vãn tình có loại kỳ quái cảm giác ngươi vì cái gì làm như vậy lúc trước là chính ngươi lựa chọn tấn vương thế tử theo lý thuyết thời đại này nữ nhân chịu chính là từ một mà trung giáo dục thành tấn vương thế tử nữ nhân sẽ sinh tử tương tùy một cẩm giao thần sắc phức tạp cực kỳ hắn bề ngoài ôn nhuận như ngọc hiền lành đại khí kỳ thật là cái nhất lương bạc người đối ai đều là lợi dụng không có nửa điểm thiệt tình nàng thanh âm dừng một chút trên mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn có một lần hắn thậm chí muốn cho ta đi tiếp khách nàng kiếp trước bị nam nhân tranh tới đoạt đi trằn trọc lưu luyến với các nam nhân bên người cuộc đời hận nhất chính là loại sự tình này tấn vương thế tử vì mời chào nhân tài không tiếp đem chính mình nữ nhân đẩy ra đi tiếp khách này chạm được nàng điểm mấu chốt tuy rằng nàng nghĩ cách tránh đi nhưng có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nàng không bao giờ tưởng dẫm lên vết xe đổ, từ khi đó khởi, nàng liền hoàn toàn thanh tĩnh, nam nhân không đáng tin cậy, cái gì nhất sủng. Tùy thời đều có thể vứt bỏ đồ vật mà thôi, một vãn tình sắc mặt biến đổi, kia cậu nam nhân so nàng tưởng tượng còn muốn ti tiện, ngươi về sau có tính toán gì không, một cẩm dao vẻ mặt mờ mịt, ta. Rất mê mang, không biết như thế nào làm mới được, ta gương mặt này là gây họa căng, đi đến nơi nào đều không yên ổn, cố tình không có bảo hộ chính mình năng lực, nàng biết, tốt nhất là hủy hoại gương mặt này, nhưng dựa vào cái gì? Đây là nàng sai sao? Nàng mắt trong mông nhìn một vãn tình, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Một vãn tình đầu óc bay lộn, thực mau liền cấp ra đáp án, có hai loại lựa chọn, một là, tìm một cái có thể bảo vệ ngươi nam nhân gả cho, nhốt ở hậu trạch không ra khỏi cửa, chỉ là bảo vệ nàng nam nhân liền không hảo tìm, tiểu quan không được, quan lớn làm sao có thể cưới loạn thần tặc tử nữ nhân. Nạp cũng không được, nhị là, giống ta như vậy, không dựa dung mạo, chỉ dựa vào tài hoa dừng chân hậu thế, một cẩm dao trầm mặt nửa ngày, ta không có bản lĩnh của ngươi, học không được ngươi, nàng có tự mình hiểu lấy, nàng thành không được một vãn tình, trên đời này, chỉ có một một vãn tình, vậy ngươi tuyển một đi. Một vãn tình là sẽ không giúp nàng giới thiệu nam nhân, nàng chính mình suy nghĩ biện pháp một cẩm giao nghĩ rồi lại nghĩ, không, ta không nghĩ đem một thân vinh nhục hệ ở một người nam nhân trên người, hắn muốn ta sinh thì sinh, làm ta chết thì chết, ta không nghĩ như vậy, một vãn tình nhướng mày, ngươi tưởng đi theo ta, ta biết ngươi không thích chúng ta đại phòng, nhưng, một cẩm dao mặt đỏ rần, tu quẩn khó làm, coi như là giúp một cái vô đầu không đường nữ nhân đi, một vãn tình trong lòng hiện lên một ý niệm, trong mắt quay tròn chuyển, bắt đầu lừa dối. Ngươi tưởng thắng được thế nhân tôn trọng sao, tưởng bằng phản đứng ở thế nhân trước mặt sao, muốn cho nam nhân đều đối với ngươi khách khách khí khí sao, một cẩm dao không chút do dự gật đầu, tưởng, ta tưởng, ai không nghĩ. Nằm mơ đều tưởng được đến người khác tôn trọng, một vãn tình thần sắc nghiêm túc cực kỳ, ta đây chỉ điểm một cái lộ cho ngươi, sẽ thực gian nan thực vất vả, tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng có thể làm ngươi thắng đến vô số người kính yêu, nàng tạm dừng một chút, thậm chí có khả năng vang danh thanh sử một cẩm dao tâm thình thịt loạn nhảy nhiệt huyết sôi trào là cái gì một vãn tình thần sắc nhàn nhạt nói khâm châu tại thế nhân trong mắt là đất cằn sỏi đá kỳ thật những cái đó đều là đất mặn kìm chính là nói thổ địa sở hàm muối phân vượt qua bình thường phạm vi mới đưa đến loại không ra hoa màu nàng đã làm người đi điều tra qua xác định là đất mặn kìm có mà hàm lượng thấp còn có thể mọc ra một ít cỏ dại hàm lượng cao mà tất cả đều là muối bao ta có cải tiến phương thuốc cải tiến lúc sau là có thể gieo trồng lúa nước nuôi dưỡng cá cua nếu là thành sẽ là không thế chi công không người lại bắt ngươi quá khứ nói sự chỉ biết cao cao phủng ngươi đầu tiên là tẩy muối bài muối trừ thấp muối phân lại loại chút nại mặn kiềm thực vật bồi phì cải tiến chú một một cẩm dao trong lòng lửa nóng không thế chi công a à. ngươi nguyện ý đem công lao phân cho ta ta không kém cái này công lao một phản tình đem từ tục tiểu trước nói ở phía trước hơn nữa công lao này cũng không phải hảo lấy, này không phải một lần là xong sự, có một cái dài dòng quá trình, mệt tâm mệt thân. Không có kiên định tín niệm, không có kiên trì bền bỉ quyết tâm là thành không được sự, không có tùy tùy tiện tiện thành công, đừng nhìn nàng hiện giờ phong cảnh vô hạn, nhưng, nàng trả giá so với ai khác đều nhiều, mỗi ngày lao tâm lao lực, nơm nớp lo sợ, không dám có nửa điểm chậm trễ, mỗi một cái chính lệnh đều là lặp lại cân nhắc, lặp lại nghiên cứu, sợ sẽ tạo thành không thể đo lường hậu quả cho nên ngươi trịnh trọng suy xét nàng nếu là nhiệt tình tràn đầy làm một cẩm dao đi một cẩm dao còn tưởng nhiều suy nghĩ nhưng nàng như thế hành sự một cẩm dao ngược lại tâm động nếu là ta đi ngươi sẽ cho dư cái dạng gì trợ giúp không có tiền không ai khẳng định không được nàng thực hiện thực nhưng đây mới là nhân sinh một vãn tình lược hơi trầm ngâm một tòa nông trang một vạn lượng bạc mười cái kinh nghiệm phong phú lão nông coi như là thực nghiệm điền, này một khối sự tình quan dân sinh, phi thường quan trọng, nàng bận quá, nhiều lắm chú ý một chút, còn phải tìm người chủ trì này một khối, cấp một cẩm giao một cái cơ hội, nếu là nàng thành công, một phản tình sẽ không bạc đãi làm thật sự người, nếu thất bại, nàng cũng không có gì nhưng tổn thất, một cẩm giao nội tâm kịch liệt giải dụa, thật sự muốn một nghèo một bạch bắt đầu gây dựng sự nghiệp sao? Con đường này không dễ đi, còn thực vất vả, nhưng, nàng không có càng tốt đường ra, cả quan lớn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, huống chi, dám cưới nàng người không có mấy cái, làm buôn bán. Nàng không có kinh nghiệm, cũng không có tiền vốn, nàng cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện, nghĩ tới nghĩ lui, một vãn tình kiến nghị ngược lại là tối ưu lựa chọn. Ta muốn một cái võ công cao cường nữ thị vệ, có thể chứ, nàng yêu cầu bảo đảm chính mình an toàn, cũng cấp một vãn tình xếp vào nhãn tuyến cơ hội một vãn tình nhìn nhìn nàng diện mạo, tỏ vẻ lý giải, có thể, lại nhiều đưa một cái nam thị vệ, một cẩm dao trần chờ một chút, cổ đủ dũng khí hỏi, ta nếu trồng ra lúa nước, có thể cầu được triều đình ân xá người nhà của ta sao, nàng người nhà bị cử báo là đang lẫn trốn lưu phạm sau, đều bị bắt đi một lần nữa lưu đầy, đưa đến Quỳnh Châu, hiện giờ sinh tử chưa biết, nàng phụ thân đều thành phế nhân, chỉ sợ. Ngao không nổi nữa, tuy rằng bọn họ làm rất nhiều sai sự, nhưng không có thực xin lỗi nàng, thân là người nữ, tưởng cứu chính mình người nhà không có tật xấu, có thể. Một vãn tình rất thống khoái, cùng lắm thì làm cho bọn họ đều đi trồng trọt, tự lập tái sinh, nàng trước nay không đem đại phòng để vào mắt, căn bản không để trong lòng, sợ bọn họ trả thù. Suy nghĩ nhiều, trước sống sót rồi nói sao, một cẩm dao hít sâu một hơi, hảo, ta đi, nói làm liền làm, một vãn tình đem nhân thủ an bài hảo, một cẩm dao liền bước lên đi khâm châu lộ trình, còn mang lên thật dày đất mặn kìm công lược sổ tay, bên trong bao hàm toàn diện, cái gì đều có, ngay cả lúa nước công cua hỗn nuôi dưỡng pháp đều có, chi tiết thực kỹ càng tỉ mỉ, có này đó, một cẩm dao tin tưởng tràn đầy, hùng tâm vạn trượng, thề muốn làm ra một phen sự nghiệp, đổ đại tiểu thư thực khiếp sợ, ngươi thật sự đem một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân lộng đi trồng trọt. Đây là sưu cao thuế nặng thiên vật đi chỉ dựa vào gương mặt kia có thể mời chào không ít sinh ý đâu một vãn tình không tính toán đem một cẩm giao lưu tại bên người cũng không nghĩ làm nàng cùng một thị tộc nhân tiếp xúc khác còn hảo chủ yếu là đại phòng những cái đó hài tử đang đứng ở xem dưỡng thành giai đoạn nên phòng còn phải phòng một tay nàng là cái không cam lòng bình thường người cùng với về sau cho ta thêm phiền không bằng cho nàng tìm một cái chiêu số ngươi đừng xem thường trồng trọt nghề nào cũng có trạng nguyên nếu có thể loại sản xuất lượng cao lương thực làm các bá tánh đều ăn no phủng nàng lại như thế nào không nghĩ dựa mặt vậy dựa tài hoa đi đến nỗi có hay không này một phần năng lực vậy tỉnh xem này biến đỗ đại tiểu thư hơi hơi mỉm cười nàng ý tưởng vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau lại luôn là có đạo lý ngươi nói rất đúng tấn vương phủ tấn vương thế tử sắc mặt chợt thanh chợt bạch cả người run cái không ngừng giống được cái gì bệnh nặng ngươi lặp lại lần nữa hắn thật vất vả tích cốc ra tới mấy vạn đại quân a liền như vậy xong rồi. Hắn nhất thời không tiếp thu được, hắn thân tính quỳ sát đất mà quỳ, không dám ngẩng đầu, thuộc hạ vô năng, hắn nhịn không được vì chính mình biện giải một câu, nhưng ai đều không thể tưởng được đổ thiếu huyên cư nhiên tọa trấn phù phong thành, mà không phải ở lương thành điều dưỡng sinh lợi, bọn họ tin tức có lầm, cho nên, cũng không thể toàn trách hắn không cho lực, khi chính là đổ gia quân chủ soái dụng binh như thần, nhất cử đem bắt sở tây vô đánh bại tân chiến thần, ai đánh quá hắn nói nữa, được xưng số 8 đại quân, kỳ thật cũng liền vạn binh lính, gặp được đổ thiếu huyên có thể thành chuyện gì, nếu trước đó biết, ai sẽ chạy tới tấn công phù phong thành, tấn vương thế tử ngực đổ hoảng, xem ra ở Tây Lương thám tử đều xảy ra vấn đề, đưa ra tin tức giả, thiên muốn vong hắn, không, không có khả năng, hắn mới là thiên mệnh sở về hoàng đế, hắn trọng sinh, ông trời cho hắn lần đầu tiên cơ hội, hắn là thiên tuyển chi tử. Hắn nhìn quỳ trên mặt đất dịp tướng quân, kiếp trước diệp tướng quân chính là hắn đại tướng, năng chinh thiện chiến, một đường trợ hắn được việc, kiếp này hắn trước tiên đem người mua chuột đến dưới trướng, vì hắn bán mạng, nhưng, lúc này đây làm hắn thất vọng rồi, phạt ngươi một năm bổng lộc, có phục hay không, điểm này trừng phạt không đau không ngứa, ai đều không trông cậy vào điểm này bổng lộc, cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông, đây cũng là không có biện pháp, ai làm hắn bên người không có so diệp tướng quân càng có thể đánh. Diệp tướng quân liên tục gật đầu, đa tạ thế tử khai ân đi xuống đi tấn vương thế tử chỉ nghĩ lẳng lặng, lặng. dịp tướng quân triều lui về phía sau đi còn chưa tới cửa một cái tùy tùng liền bẩm thế tử sứ đoàn đã trở lại dịp tướng quân đột nhiên dừng lại bước chân đã trở lại tấn vương thế tử cọ đứng lên vội vàng đi ra ngoài dịp tướng quân chần chờ một chút theo đi lên chư vị cuối cùng đã trở lại ta là ngày đêm quan tâm tấn vương thế tử thanh âm đột nhiên im bặt kinh ngạc nhìn nhóm người này người. Sứ đoàn thành viên đều thực chật vật, đầy mặt bụi đất, khí sắc hôi bại, một bộ bị đào rỗng thân thể bộ dáng. Mọi người đều quỳ xuống, thế tử, thần chờ có phụ ngài kỳ vọng cao, tấn vương thế tử tâm loạn như ma, đây là có chuyện gì, kỳ thật, hắn nếm mùi thất bại liền biết sứ đoàn muốn tao, một vãn tình keo kiệt như vậy, khẳng định sẽ trả thù, cũng không biết có thể hay không bị Tây Lương khấu hạ, lấy tới làm tiền hắn, hắn là tiếp thu đâu vẫn là không tiếp thu đây là một cái lưỡng nan lựa chọn cái này hảo không cần lựa chọn người đều bình bình an an đã trở lại kim đại nhân làm sứ đoàn chân chính chủ sự giả bla bla nói toàn bộ quá trình đương nhiên có chút chi tiết xóa xóa giảm giảm điểm tô cho đẹp gia công một chút ở trên đường mọi người đều thương lượng hảo nói như thế nào tận lực làm chính mình có vẻ vô tội chút hắn nói đến động tình chỗ thương tâm rơi lệ thanh bình huyện chúa chính là một cái thổ phỉ nhìn đến thứ cốt liền phải đoạt ngang ngược vô lý không có biện pháp cùng nàng nói không riêng 50 vạn vận động kinh phí bị cướp đi chúng ta trên người đáng giá đồ vật một kiện không lưu tấn vương thế tử hắn âm thầm nghiến răng cố nén lửa giận bài trừ một tia ôn hòa cười tồn tại trở về liền hảo ta không trách các ngươi là thanh bình huyện chúa quá gian trá trước làm người tra tra tình huống nếu là không hợp lại đến xong việc thanh toán mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi này tính quá quan dịp tướng quân ở trong đám người không có nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh không cấm lạnh giọng hỏi như thế nào không gặp một trắc phi tấn vương thế tử lúc này mới phát hiện thiếu một người một cẩm dao đâu kim đại nhân muốn nói lại thôi nàng nàng nói dịp tướng quân trong lòng khẩn trương kim đại nhân ngây ngẩn cả người hắn như thế nào so tấn vương thế tử còn muốn sốt ruột này không đúng a à, thanh bình huyện chúa đem nàng để lại đến nỗi những lời khác một chữ cũng không dám nhiều lời, nói như thế nào. Thế tử đem nàng để lại cho một vãn tình hết giận. Hắn còn tưởng lưu trữ đầu ăn cơm đâu, tấn vương thế tử vẽ mặt mộng bức, một vãn tình lại chơi cái gì. Bắt người chất áp chế hắn, nữ nhân cách cục quá nhỏ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, sao lại vì nhi nữ tình trường hủy hoại nghiệp lớn, hắn không nói lời nào, sứ đoàn thành viên thấy thế, đối một vãn tình nói càng tinh phân, bạc tình thiếu tình cảm không chạy, cái gì? Lưu lại. Diệp tướng quân phản ứng lớn hơn, hắn giận tím mặt, một phản tình thật to gan, cư nhiên như thế càng rỡ, ta đây liền mang binh tấn công từ thành, hắn hùng hùng hổ hổ nhằm phía bên ngoài, tấn vương thế tử đột nhiên quát, đứng lại, diệp tướng quân động tác một đốn, quay đầu lại hành lễ, thế tử, một phản tình đây là đánh ngài mặt, đánh chúng ta tấn vương phủ mọi người mặt, chúng ta nếu là không phản kích, ai đều có thể tới cắn một ngụm, thỉnh thế tử ân chuẩn, ta nhất định sẽ đánh thắng trận này trường, thế tấn vương phủ dương oai, tấn vương thế tử cũng thực tức giận, một phản tình một lần lại một lần hủy hoại kế hoạch của hắn, cho hắn chế tạo phiền toái, hắn hận không thể đem nàng chém thành 18 đoạn, nhưng, hắn không thể không nhịn xuống tới, lạnh giọng nhắc nhở nói, đừng quên, đổ thiếu huyên liền ở phù phong thành, đến từ thành chỉ có một ngày lộ trình. Bếp thiếu huyên đây là cố ý vì từ thành hộ giá hộ tống, có hắn ở, ai dám sằng bậy. Diệp tướng quân không chịu từ bỏ, chúng ta đây làm tập kích bất ngờ, trong vòng một ngày công tiến từ thành, chờ một vãn tình rơi xuống chúng ta trong tay, là có thể áp chế đổ thiếu huyên, đến lúc đó chúng ta tưởng thế nào đều được, nghe nói này hai người quan hệ phỉ thiển, Lý Đại Nhân chạy nhanh ngăn cản, không có khả năng, một vãn tình trí nhiều gần yêu, ngươi không phải nàng đối thủ, hắn lòng còn sợ hãi, một vãn tình thật là đáng sợ, nhìn giống cái không có lực sát thương nữ hài tử, cả ngày ăn ăn uống uống ngầm làm như vậy nhiều sự tình, đem bọn họ chơi tàn. Các ngươi cư nhiên bị kẻ hèn một nữ nhân dọa sợ. Diệp tướng quân không chút khách khí châm chọc mỉa mai, ha hả, không nghĩ tới các ngươi như vậy vô dụng, còn được xưng là mạnh nhất quân sư đoàn, này nhưng nổ tung nồi, văn võ ngày thường liền không thế nào đối bàn, lúc này hoàn toàn đêm này đó quan văn đắc tội đã chết, bọn họ vốn là thất bại mà về, sợ bị trách phạt, ngươi như vậy công nhiên vả mặt, đem bọn họ hướng bùng đất dẫm, có thể tha ngươi. Kim Đại Nhân ánh mắt hơi lóe, xin hỏi một câu, Diệp Tướng Quân như vậy nóng vội, thật sự chỉ là vì phản kích, Diệp Tướng Quân trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, kia đương nhiên, ta không cho phép bất luận kẻ nào kinh nhục chủ tử, Kim Đại Nhân xem ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, ta thấy thế nào như là vì một trắc phi, các ngươi là cái gì quan hệ, toàn trường. Không xong, giống như đã biết cái gì khó lường bí mật, Diệp Tướng Quân giận tím mặt, ngươi có ý tứ gì? đây là nhục nhã ai đâu. Ta, vẫn là thế tử, như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống dưới, kim đại nhân thanh tĩnh vài phần, nhất thời sinh khí cư nhiên phạm vào tối kỵ, làm trò tấn vương thế tử mặt nói, ngươi nữ nhân cùng người khác có một chân, này không phải tìm triều sao, quả nhiên, tấn vương thế tử sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, dịp tướng quân hướng hắn chấp tay, thế tử, ngài là nhất rõ ràng, ta cùng một trắc phi trước nay đều là thanh thanh bạch bạch, không có nửa điểm cẩu thả, một cẩm giao ngày thường đặc biệt chú ý tị hiềm, chỉ ở hậu viện đi lại, cũng không xuất đầu lộ diện, liền tính Tấn Vương Thế Tử muốn mang nàng ra cửa, nàng đem chính mình bao kín mít, mang theo thật dày khăn che mặt. Tấn Vương Thế Tử miễn cưỡng cười nói, ta biết là tin ngươi, chẳng lẽ hắn còn có thể nói, hắn muốn cho một cẩm giao tiếp khách sao? Cái này khách nhân chính là Diệp Tướng quân, Diệp Tướng quân thực sẽ đánh giặc, nhưng ở nữ sắc phương diện có chút phóng túng trong lúc vô ý ở đầu đường nhìn đến che mặt một cẩm dao đã bị mê hoặc đây cũng là tấn vương thế tử có thể mời chào hắn nguyên nhân chi nhất nhưng nói như thế nào đâu hắn trong lòng không thế nào thoải mái chẳng sợ một cẩm dao tìm lấy cớ tránh đi hắn chính là như vậy mâu thuẫn nói một đàn làm một nẻo lại lập lại đương còn trách người khác không đủ tự trọng lúc này đến phiên kim đại nhân sắc mặt khó coi nhịn không được nghĩ nhiều chính là nói không tin hoài nghi hắn trung tâm vẫn là trách hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng một vãn tình kia phiên lời nói nổi lên tác dụng, xem tấn vương thế tử đã không có lựa kính, ý tưởng liền nhiều, một khi có hiềm khích, rất nhiều chuyện liền biến vị, tấn vương thế tử liền chịu đã kích, suốt đêm triệu tập nhân mã mở họp, thương lượng bước tiếp theo như thế nào làm, cùng Tây Lương tiếp tục đánh đi, đánh không lại cơ suất khá lớn, không đánh đi, này mặt không nhịn được, chư vương cũng sẽ nhân cơ hội dẫm hắn một chân ta kiến nghị sấn loạn bắt lấy ngụy vương phủ phía trước liền có bố cục hiện giờ cái này mấu chốt không ai sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ hướng ngụy vương phủ xuống tay đúng là tốt nhất thời cơ ta xem được không ta cũng tán thành hành đi đại gia nhất trí đồng ý không lâu lúc sau ngụy vương bị ám sát bỏ mình hắn có tám nhi tử từng người kết minh bắt đầu nội đấu đấu ngươi chết ta sống tàn hai cái đã chết ba cái ngụy vương bên trong phủ háo lợi hại như năm bè bảy mãn nhưng vào lúc này tấn vương thế tử mang theo thủ hạ phân mấy lộ tập kích bất ngờ trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau bắt lấy ngụy vương phủ hắn chuyện thứ nhất chính là đem sở hữu ngụy vương con cháu giết cái sạch sẽ một cái đều không lưu ngụy vương phủ thế lực bị nhổ tận gốc đem sở hữu đất phong nạp vào tấn vương phủ trong phạm vi từ đây tấn vương phủ chính là lớn nhất phiên vương thế lực lớn nhất chiếm địa nhiều nhất cùng triều đình địa vị ngang nhau không lâu lúc sau tấn vương cáo ốm học hoàng thượng nhường ngôi, đem vương vị nhường cho thế tử. Ánh mắt mọi người tụ tập đến tân nhiệm tấn vương trên người, đây là một cái tàn nhẫn nhân vật, sôi nổi suy đoán đây là có khả năng nhất trở thành tân quân người được chọn chi nhất. Không người chú ý Tây Lương, Tây Lương liền yên lặng kinh doanh, yên lặng phát triển. Một vãn tình nhẹ lao dịch mỏng thuế má, phát triển thương nghiệp, dốc hết sức thúc đẩy công nghiệp, trọng điểm phát triển nông nghiệp. Nàng ở Tây Lương mỗi một góc loại thượng bông, phái ra kinh nghiệm phong phú trang dân đi làm kỹ thuật chỉ đạo, phân tổ hoa khu, hai người phụ trách một cái khu, muốn đem các bá tánh đều giáo hội, các bá tánh đều thực dũng dược, tích cực hưởng ứng, cùng quan phủ mua bông gieo trồng hạt giống, quan phủ không có phát hạt giống, mà là giá thấp bán. Không có biện pháp, miễn phí đồ vật không quý trọng, mà nàng ở nhà mình nông trang chỉnh một khối thực nghiệm điền, đem hồ thương mang đến các màu hạt giống phân ra một nửa gieo, lần này không được. Lần sau còn có cơ hội, này đó hạt giống cũng không biết là cái gì, liền cùng khai blai bốc dường như, còn mang chờ mong. Đến nỗi bắc, nàng tìm tới nhiều năm lão nông truyền thụ gieo trồng phương thức, nàng lặp lại dặn dò này đó hạt giống rất quan trọng, mọi người đều không dám chậm trễ. Nàng tuy rằng mỗi ngày đều rất bận, nhưng mỗi tuần đều sẽ trừ một ngày đi thủy một nông trang xem xét tình huống. Một nhất gia bồi nữ nhi ở nông trang dạo qua một vòng, mỗi lần đều là đi trước ký túc trường học, nhìn xem bọn nhỏ sinh hoạt học tập, lại đi xưởng chuyển một vòng, cuối cùng thay áo vải thô hạ điền. Năm nay như cũ là lão bộ dáng, một nửa gieo trồng tiểu mạch, một nửa loại bông, đã bảo đảm lương thực cung ứng được với, lại bảo đảm kinh tế tăng trưởng. Nảy mầm, nảy mầm. Có người ở thực nghiệm điền hoang hô một tiếng, đại gia sôi nổi chạy qua đi. Một vãn tình cha con cũng đầy cõi lòng chờ mong đi qua đi. Một nhất gia ngồi xổm xuống nhìn kỹ, đây là cái gì nha? Một vãn tình nhìn nho nhỏ lục mầm, ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn là từ bỏ ta cũng không biết này nảy mầm suất đạt tới một nửa đi phụ trách này một mảnh lão nông mặt mày hớn hở có có chủ tử nói chỉ cần có thể loại ra tân phẩm liền có hậu thưởng cho nên mọi người đều thực nỗ lực một vãn tình cổ vũ vài câu chạy đến một bên đi xem bắt bắt có thể nhổ trồng huyện chúa viện nghiên cứu bên kia thỉnh ngài qua đi nói là pha lê thành công một vãn tình đột nhiên đứng lên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng cha đi chúng ta qua đi một nhất gia còn khá tò mò này pha lê mân mê đã lâu vẫn luôn không có tiến triển phản lập lại đến lăn lộn rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối làm nữ nhi coi trọng như vậy viện nghiên cứu thiết có ba tầng trạm kiểm soát mỗi một tầng đều là bất đồng người thủ một vãn tình đi vào đi liền nghe được kỹ thuật viên thanh âm huyện chúa ngài mau đến xem vài khối sáng ngời thông thấu pha lê một chữ bài khai khiến cho mãnh liệt thị giác đánh sâu vào một vãn tình nhìn hai mắt kháng đánh sâu vào tính năng thí nghiệm qua thông thường đều là tạp tại đây một quan kỹ thuật viên dùng sức cực đầu qua không có vấn đề theo lý thuyết một phản tình cho cụ thể phối phương kỹ thuật nhân viên hẳn là thực mau là có thể nghiên cứu chế tạo ra tới nhưng pha lê là kỹ thuật sống mỗi một cái phân đoạn đều phải lặp lại thực nghiệm từ xa lại đến dần dần nắm giữ mỗi một bước công nghệ đại gia hoa hơn nửa năm thời gian môn bọn họ tạp ở cuối cùng một quan kháng đánh sâu vào tính năng đạt không được tiêu này nhưng đem đại gia khó ở lặp lại điều chỉnh tỷ lệ điều lấy nhất thích hợp một nhất gia tuy rằng là nông trang tổng quản sự nhưng viện nghiên cứu là cũng không tới một là không hiểu một là tị hiền đi mặc kệ như thế nào đây là một vãn tình nông trang viện nghiên cứu là nhất bí mật nơi từ một vãn tình tự mình trấn cửa ải lúc này hắn đôi mắt đều trừng thẳng đây là pha lê nhìn giống lưu ly nhưng so lưu ly sạch sẽ. Lưu ly đến nhiều quý A, à, này đại khối pha lê cũng không tiện nghi đi. Một vãn tình lòng tràn đầy vui mừng, đúng vậy, xinh đẹp đi. Ta tính toán đem sở trụ địa phương đều thay cửa kính, ở nông trang tuyển chỉ tạo một cái pha lê phòng ấm, nàng làm kỹ thuật viên đem chịu nhiệt tính, kháng phong tính, nại ước tính chờ phương diện đều làm một lần thí nghiệm, trọng điểm là kháng đánh sâu vào tính, xác nhận không có vấn đề, nàng lộ ra vui mừng tươi cười, giật tiền lạp giật tiền. Thổ hào các bằng hữu, tác tác phát trung đi, mỗi người thưởng bạc một ngàn lượng. Nàng đối làm ra cống hiến người từ trước đến nay hào phóng, kỹ thuật viên nhóm hoang hô nhảy nhót, như thế nào một đêm phất nhanh, đây là, một ngàn lượng bạc ở Lương Thành có thể mua một cái không tồi tòa nhà, có chút kinh thành tới thợ thủ công vốn dĩ không cam lòng, nhưng hiện tại, đánh chết đều không nghĩ trở về, chỉ cầu vì huyện chúa tiếp tục bán mạng, cửa kính một thay, toàn bộ trong nhà đều sáng sủa một vãn tình đã sớm chờ đợi ngày này giấy cửa sổ không được a à, lại hắt lại không thoải mái mùa đông khi còn sẽ lọc gió một nhất da sờ sờ pha lê càng xem càng thích trang cửa kính phong tuyết không thể xâm nhập tiến vào còn mỹ quan đâu tình nhi này bán thế nào như thế nào định giá một vãn tình chỉ vào một phiến cửa kính 500 lượng một cái nhà ở trang hai phiến là đủ rồi vấn đề là ngươi không có khả năng chỉ trang một cái nhà ở đi, thói quen như vậy sáng sủa, nơi nào còn có thể chịu đựng giấy cửa sổ. Pha lê đi chính là cao cấp lộ tuyến, các chính là kẻ có tiền rau hẹ, nguyện giả cắn câu, 500. Một nhất gia khóe miệng trừ trừ, này giá cả có phải hay không có điểm cao, tính, nữ nhi nói hành, kia khẳng định hành, một vãn tình tỏ vẻ, thổ hào thế giới người thường không hiểu, lại quý cũng mua nha, giống lưu ly ly lưu ly trảng, giá trị liên thành, làm theo có người mua, một nhất gia thực mau liền phát hiện tân vấn đề, bất quá, cái này quá sáng sủa, bên ngoài người liếc mắt một cái xem tiếng vào, không có bí ẩn tính, có chút người không tiếp thu được, cái này quá đơn giản. Một vãn tình tay nhỏ dương lên, lập tức có người đem bức màn trang thượng, lập tức che kín mít, một nhất gia xem thế là đủ rồi, nhịn không được sờ sờ nàng đầu nhỏ, Tình Nhi, ngươi đầu óc như thế nào tốt như vậy sử. Chỉ chớp mắt liền có hảo điểm tử một vãn tình miễn cười ngọt ngào ta giống ngươi thông minh tuyệt đỉnh sao biết rõ nữ nhi nói lời nói dối nhưng một nhất gia chính là cao hứng nha đặc sản phong tục phố đã chế tạo hảo nghiễm nhiên thành lương thành một trương danh thiếp một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến mặc kệ là người địa phương vẫn là tiến đến làm buôn bán thương nhân đều sẽ tới nơi này đi dạo nơi này có lương thành thổ đặc sản có đến từ cả nước các nơi nam bắc hóa có đại hình siêu thị rực rỡ muôn màu luôn có một khoản thích hợp ngươi mỗi ngày hấp dẫn vô số người tiến đến tiêu phí các gia cửa hàng tụ tập tại đây kéo cả tòa thành trì kinh tế bình thường bá tánh thích nhất đi siêu thị dạo đồ vật tiện nghi lợi ích thực tế chủng loại phồn đa còn có thể cho hết thời gian môn đâu mà kẻ có tiền liền thích đi cửa hàng bách hóa dạo nơi này sẽ được đến tôn quý nhất đãi ngộ cao cấp nhất hưởng thụ đầy đủ thỏa mãn bọn họ hư vinh tâm đương nhiên tiền bao nhanh chóng bẹp rớt đau cũng vui sướng này không Cửa hàng bách hóa thay sạch sẽ sáng ngời cửa kính, bên cạnh đứng tuấn tú đứa bé giữ cửa. Đứa bé giữ cửa ăn mặc thống nhất chế phục, cung cung kính kính mở ra pha lê đại môn, nhưng khách nhân nhìn cửa kính đều dời không ra tầm mắt, ánh mắt si mê. Này cũng quá hào đi, cư nhiên đem như vậy sang quý lưu ly làm thành đại môn, còn bãi ở bên ngoài, quả thực là hào vô nhân tính. Khách nhân bên trong thỉnh, bên trong có kinh hỷ, khách nhân Lưu Luyến nhìn lại xem, hảo muốn a, à, nhưng mua không nổi hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi đi vào trong tiệm đã bị một tòa rực rỡ lung linh pha lê phòng hấp dẫn ánh mắt a a a thật xinh đẹp a à, muốn thống nhất ăn mặc màu xanh lơ chế phục người phục vụ đi tới đem hắn nên đến phía trước tôn quý viếp khách hàng xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu bổn cửa hàng mới nhất đẩy ra pha lê có thể làm thành cửa kính cửa kính đã giữ ấm lại thông khí vũ bọn họ khẩu hiệu ép khô khách nhân trong bóp tiền cuối cùng một văn tiền liền như vậy giản dị tự nhiên. Đây là ít giá, người phục vụ lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, đối, tân phẩm đưa ra thị trường, vì hồi quỷ lão khách hàng, đặt đẩy ra một đám so lưu ly phẩm chất còn muốn cốt pha lê chế phẩm, số lượng hữu hạn, tới trước thì được, vật lấy hy vi quý, muốn bán giá cao, liền phải khống chế số lượng, không đợi hắn nói xong, khách nhân liền cấp vội vàng kêu lên, mua mua mua, mau cho ta mở hòm phiếu, hắn cảm giác chiếm đại tiện nghi, sợ bị người khác cướp đi vội vã hạ định cấp toàn khoản, không cho phó toàn khoản, hắn còn cùng ngươi cấp. Một cái lưu ly ly liền phải bán hơn một ngàn, lớn như vậy một khối pha lê mới bán năm trăm, tiện nghi, quá tiện nghi, cùng bạch nhặt dường như, đây là tôn quý việp đãi ngộ A, à, hảo. Thật tốt quá, pha lê lập tức thịnh hành lên, như vậy thứ tốt ai nguyện ý bỏ lỡ, kẻ có tiền phía sau tiếp trước tranh đoạt cửa kính, trong khoảng thời gian ngắn cung không đủ cầu, nói như thế nào đâu trang thượng cửa kính sau cảm giác nhân sinh đều sáng sủa lên. Không trang cửa kính người, ở xã giao trường hợp đều tìm không thấy cộng đồng đề tài đâu, này đã thành một loại tục lệ, gặp mặt liền hỏi một câu, nhà ngươi mua sao? Pha lê phòng ấm cũng phi thường được hoan nghênh, mùa đông khi đủ loại hoa cỏ, ở bên trong phơi phơi nắng nhiều thoải mái, trừ bỏ quý, không có khác tật xấu. Một vãn tình đem nhà mình tiệm ăn vặt cùng một thị cửa hàng đều thay cửa kính, mỗi ngày cửa đều tụ tập vô số tò mò thực khách, đem sinh ý lại một lần mang bạo tộc nhân khác thấy thế sôi nổi đuổi kịp phố ăn vặt sinh ý nên đón một đợt tiểu pha lê đơn đặt hàng đều bài đến sang năm nơi khác thương nhân nghe tin tới rồi đặt hàng pha lê ngay cả tấn vương phủ các khởi sự địa phương kinh thành đều có tiểu thương lại đây chỉ có thể nói lợi ích động nhân tâm năm trăm một khối pha lê buôn bán đi ra ngoài có thể phiên vài lần thậm chí mười mấy lần pha lê phòng ấm mấy vạn một cái cứ như vậy còn cung không đủ cầu một giới khó cầu. Một vãn tình một bên ở Tây Lương khu vực khống chế số lượng, một bên đem hóa ưu tiên bán được mặt khác khu vực, điên cuồng lời to, tiền như nước chảy vào một vãn tình túi, đều đếm không hết, một nhị gia nhìn sổ sách đôi mắt đều thẳng, nhiều như vậy. Không tính sai, ngắn ngủn một tháng liền kiếm lời trăm vạn lượng bạc, cảm giác này tiền quá hảo tránh đi, một vãn tình nhàn nhạt liếc mắt một cái, không có sai, này cũng không tính nhiều đi, nàng đại chiêu còn không có ra tận đâu này còn tính nhiều. Một nhị gia đối nữ nhi vơ sai đã vô lực phun tào, hành đi, nàng cao hứng liền hảo, một nhị phu nhân chậm rãi đi tới, nàng hôm nay trang điểm phá lệ xinh đẹp, đồ son phấn, mặc vào tinh xảo phức tạp váy áo, hôm nay là nàng sinh nhật, người một nhà tề tụ ở bên nhau vì nàng chúc mừng. Các ngươi cha con hai như thế nào cả ngày có nói không xong nói. Mau tới đây ăn cơm, một nhị gia khép lại trướng thượng nên qua đi, toàn nghe phu nhân một vãn tình đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một ngụm cẩu lương, cảm giác có điểm căng, cơm thượng bãi đầy mỹ thực, một gia năm khẩu hơn nửa kỹ trừng cùng vu uyển nhu, toàn ngồi vây quanh ở trước bàn, một vãn tình còn làm nhân tinh tâm làm một cái đại đại bơ bánh kem, mặt trên phô một tầng trái cây, nhìn thực hào lượng, đây là nàng duy nhất kiên trì nghi thức cảm, sinh nhật phải có bánh kem cùng mì trường thọ, nương, chúc ngài vĩnh viễn xinh đẹp như hoa, thân thể khỏe mạnh, một tử ngang nhịn không được cười muội muội lời này hảo hảo cười cười cái gì một phản tình trừng hắn một cái ta một tử ngang cái khó ló cái khôn ta nhìn đến bơ bánh kem liền vui vẻ cười nương ngươi mau thổi ngọn nến hứa nguyện đi ta muốn ăn bánh kem bơ tống cổ quá phiền toái ngày thường không thế nào làm chỉ có mỗi người sinh nhật khi mới có thể làm một cái một nhị phu nhân nhắm mắt lại cho phép một cái nguyện thổi tắt ngọn nến một tử ngang liền chủ động sinh ra trận phân bánh kem một vãng tình ăn đến một khối to bánh kem, nàng ăn mềm xốt thơm ngọt bánh kem, tâm tình phi dương. Cha, ngươi đưa cái gì lễ vật cấp nương, một nhị gia sớm có chuẩn bị, là một bộ hoa mỹ vô cùng hồng bảo thạch trang sức, kiểu dáng tinh xảo cực kỳ, mấy năm nay vất vả phu nhân, một nhị phu nhân vui vẻ ra mặt, cái nào nữ nhân có thể thoát được quá trang sức mỹ lực đâu, hơn nữa, là chính mình phu quân đưa. Một tử thành phu thê tặng hai bộ tinh mỹ hoa phục, chiếu một nhị phu nhân dáng người lượng thân định chế một nhị phu nhân tươi cười đầy mặt, các ngươi có tâm, sang năm nếu là cho ta sinh một cái tiểu tôn tôn, ta liền càng cao hứng, kỹ trừng sắc mặt cứng đờ, rõ ràng không có tránh thai, đại phu cũng nói các nàng phu thê thân thể không thành vấn đề, nhưng không biết như thế nào, chính là không hoài thượng, một vãn tình thấy thế, cười ngâm ngâm trêu ghẹo, nương, ngươi trọng nam kinh nữ nha, tiểu cháu gái liền không đau, trọng nam kinh nữ. Một nhị phu nhân sửng sốt một chút, nàng thương yêu nhất chính là nữ nhi nhưng nhìn đến con dâu cả không được tự nhiên biểu tình sau nàng hiểu được như thế nào sẽ nếu là tiểu cháu gái ta sẽ đương thành bảo bối đau sủng nàng cũng không phải tạo áp lực chính là thường quy tính thúc giục một thúc giục chất nữ giống cô nếu là hài tử giống ngươi vậy càng tốt mọi người mắt sáng rực lên một tử thành cùng kỹ trừng nhìn nhau trong mắt có chờ mong nếu là có muội muội một nửa thông minh có khả năng chúng ta phu thê nằm mơ đều sẽ cười tỉnh một vãn tình ha ha cười nhà của chúng ta người đều thông minh, đều có thể làm, trong nhà không có một cái người rảnh rỗi, mỗi một cái đều ở chính mình cương vị sáng lên nóng lên, sinh hoạt tràn ngập hy vọng, cái gì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nào có không? Có thời gian này làm tiền, không hương sao, nhị ca, đến phi ngươi, một tử ngang có chút không ngờ tư tư, đưa lên một bộ son phấn, đại gia trợn mắt há hốc mồm, một tử thành khiếp sợ vạn phần, nhị đệ, ngươi còn hiểu này đó. Tàn đủ thâm, hắn chưa bao giờ biết này đó. Một tử ngang thật sự nghĩ không ra nên đưa thứ gì, đơn giản đi nữ nhân yêu nhất đi son phấn cửa hàng xoay chuyển. Vu gia muội tử giúp ta chọn, đại gia động tác nhất trí nhìn về phía một bên an tĩnh Vu Viễn Nhu, thấy đại gia ánh mắt không đúng, vua Viễn Nhu chạy nhanh giải thích, nhị ca tới trong tiệm khi, ta vừa lúc cũng ở chọn lựa, thuận tay sự, chỉ do trùng hợp, một tử ngang đối nàng vô tình, nàng cũng không thể cưỡng cầu, ngày thường rất chú ý tị hiềm một tử ngang cố ý nói sang chuyện khác, muội muội, ngươi đâu, một vãn tình đôi tay vỗ nhẹ, hai cái tùy tùng phủng một kiện đồ vật vào được, che kín mít, cũng không biết là cái gì, mở ra đi, đại gia tò mò xem qua đi, chỉ thấy mở ra bên ngoài đóng gói, lộ ra bóng loáng kính mặt, di, kính mặt, chiếu người mảy may tất lộ, hình dáng rõ ràng có thể thấy được, cùng chân nhân giống nhau như đúc, này cũng quá thần kỳ, mọi người chấn kinh rồi, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, này đây là, một vãn tình cười tủm tỉm giới thiệu nói, là pha lê kính, so gương đồng rõ ràng nhiều, gương đồng quá mơ hồ, chiếu không rõ ràng lắm, nàng đã sớm ghét bỏ không được. Một nhị phu nhân đối với gương chiếu lại chiếu, yêu thích không buông tay, ngoài miệng lại nói nói, thực quý đi. Làm gì hoa này phân tiền tiêu uổng phí, ngoài miệng nói ghét bỏ, trong lòng nhạt nở hoa. Bất đồng thế giới, cùng cái mẹ, một tử ngang nhịn không được phun tào, nương, ngươi trên mặt tươi cười trước thu một chút đi, một nhị phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái này bất hiếu tử, không nói lời nào không ai đưa ngươi người câm, một tử ngang, vĩ khuất ba ba, kỹ trừng đỏ mắt không thôi, muội muội, đây là nào mua. Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua, nàng trưởng quản một thị cửa hàng bán đều là mới lạ nhất, nhất thời thượng, sản phẩm nhất toàn, nhưng, nàng đều không có gặp qua, muốn, một vãn tình cười tủng tiễn nói, nông trang mân mê ra tới tân phẩm một nhị gia hít hà một hơi thiệt hay giả này lại muốn kiếm đồng tiền lớn một tử ngang trong miệng lẩm bẩm một tiếng thiên a à, xong rồi xong rồi một tử thành không nghe rõ hắn nói nhịn không được truy vấn một câu cái gì xong rồi một tử ngang mắt trong mông nhìn gương trên mặt tràn ngập ta hảo muốn nhưng ta là ca ca ngượng ngùng mở miệng những cái đó kẻ có tiền tiền bao lại phải bị ngươi cướp bóc không còn một vãn tình không cấm vui vẻ hì hì, cái này không quý, liền một vạn lượng, nhìn xem đây là toàn thân kính, một người cao, hơn nữa bốn phía đánh cái khung, họa thượng tinh xảo hoa văn màu, được khảm các màu đá quý, chỉnh hoa hòe loè loẹt, lại đặc biệt cao lớn thượng, định vị là đứng đầu hàng xa xỉ, này đóng gói là ắt không thể thiếu, một gia người. gian thương, một vãn tình lại vỗ vỗ tay nhỏ, vài người trong tay phủng đồ vật vào được, cũng là pha lê kính, nhưng tiểu nhiều, có bàn tay đại tiểu viên kính, phương tiện tùy thân mang theo, cũng có chậu rửa mặt lớn nhỏ, chiếu mặt vừa lúc. Cũng có nửa người kính, đa dạng chồng chất, các loại kích cỡ, nhưng bất biến chính là trang trí hoa lệ, tinh xảo tới rồi cực hạn, làm nhân ái không buông tay. Các ngươi chính mình chọn đi, thích cái gì liền lấy cái gì, cảm ơn muội muội. Kỹ trừng vui vẻ không thôi, bông qua đi chọn một cái tiểu viên kính, có thể khép lại cái loại này, kính hộp thượng được khảm một viên hồng bảo thạch, đồ án đẹp không sao tả xiết. Ai gia uy, nàng thiếu nữ tâm A, lại chọn một khối nữ người kính, nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ôm trở về. Mùi mùi, mấy thứ này đặt ở nơi nào bán, tổng bán ra ở cửa hàng bách hóa, một thị cửa hàng phân bán ra, nhưng đến khắc phách một khối hàng xa xỉ khu, trang hoàng một phen, đến xứng đôi cái này giới. Cửa hàng bách hóa kinh doanh quyền là thuộc về quan phủ, nhưng quan phủ lại không có phương tiện trực tiếp quản lý, liền thành lập một nhà công ty, hoạt động này một cái phố một vãn tình đảm nhiệm tổng giám đốc, đổ đại tiểu thư nhậm phó tổng giám đốc. Đây là đổ đại tiểu thư nghĩ rồi lại nghĩ, chính mình làm ra lựa chọn. Kỹ trừng đảm nhiệm chấp hành động sự, chính là nói, này hai người cụ thể phụ trách quản lý này một cái phố, xử lý không được sự mới tìm một vãn tình. Công ty đem cửa hàng quầy thừa thuê cấp thương nhân, mỗi một nhà đều là nghiêm khắc quản khống phẩm chất, mà một vãn tình cấp nhà mình thuê mấy cái cửa hàng, chuyên bán một ít hàng xa xỉ. Kỹ trừng trong mắt chuyển động, khi không bằng đem hậu viện sửa sang lại ra tới, từ giữa ngăn cách sửa chữa, chuyên bán này đó pha lê chế phẩm, cái này có thể, vu uyển nhu liền tương đối câu thúc, ngượng ngùng duỗi tay, một vãn tình đơn giản phân hai dạng cho nàng, nàng vui vui vẻ vẻ nói lời cảm tạ, tiểu viên kính thật là người gặp người thích, kiểu dáng nhiều, chọn lựa đường sống đại, mỗi người đều được một khối, ngay cả ba nam nhân đều thích đến không được, này pha lê kính một khi đưa ra thị trường, lại dẫn phát rồi một đợt tranh mua triều đại muốn, trung muốn, tiểu nhân cũng muốn, như thế nào đều như vậy đẹp mà, đều muốn, a a a, này đáng chết mua sắm dục, tôn quý vi các khách nhân, đau cũng vui sướng, các thương nhân đoạt phá đầu cũng muốn đem này đó pha lê kính cướp được tay, bạc lại một chảy về phía một vãn tình, đương nhiên, một vãn tình tự mình chế định cao mức thuế thương nghiệp thuế, giao bốn thành thuế đến phủ kho, Tây Lương đều tư phủ lập tức giàu có đi lên, đều tư trong phủ trên dưới hạ đều nhạt hỏng rồi, nằm thắng cảm giác thật tốt a à. quan phủ có tiền liền bắt đầu quản tu lộ không chỉ có lương thành các con đường đều trải lên xi măng các trấn chi gian quan đạo cũng tu đường xi măng cực đại phương tiện đại gia đi ra ngoài còn ở mỗi cái địa phương tu cừ dẫn thủy bảo tưới dựng lên thủy lợi xe chở nước trải rộng mỗi một cái thôn dạy dỗ bá tánh khoa học gieo trồng đề cao lương thực sản lượng dẫn đường bông gieo trồng tây lương đều tư phủ kỳ hạ có 10 cái vệ sở mỗi một cái vệ sở đều kiến trường học cùng bông xưởng. Một loại là kỹ thuật trường học không riêng giáo biết chữ, còn giáo nữ hồng, trù nghệ, làm trướng, trồng trọt chờ kỹ năng huấn luyện, đề cao kỹ năng. Một loại là học đường, thu người thường gia hài tử, nam nữ đều thu, là ba năm nghĩa vụ chế giáo dục, học phí toàn miễn, giáo biết chữ cùng đơn giản toán học, có thiên phú tiếp tục đọc đi xuống, tiến vào trung học, không có cũng đánh nhất định cơ sở, sinh tồn kỹ năng có xưởng đều phải chiêu biết chữ học đồ theo bông nơi nơi gieo trồng mở ra xưởng tương ứng xây lên tới phụ trách thu bông cùng gia công thành niên chế phẩm ở bản địa khu bán một cái ngành sản xuất liên hoàn chỉnh này mỗi một cái phân đoạn đều yêu cầu đại lượng nhân thủ vừa lúc thu nạp bản địa sức lao động kéo bản địa kinh tế phát triển chỉ là một cái bông sản nghiệp là có thể nuôi sống vô số người đều tư phủ mỗi một phòng đều trang thượng cửa kính sáng ngời sạch sẽ ánh mặt trời chiếu vào phá lệ tươi đẹp một vãn tình buông bút xoa xoa giữa mày có điểm mệt mỏi nha hoàng đưa lên thức ăn viện chúa mới vừa làm tốt cháo tổ yến ngài nếm thử cháo tổ yến ngọt mà không nị một vãn tình ăn hai khẩu nhìn về phía lập đông khâm châu bên kia có tin tức sao có lập đông không riêng chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày còn thành thư ký riêng cả người thần thái phi dương bên kia không có gì tiến triển thực uể oải tuy rằng không chỉ tên nói họ nhưng nói chính là ai mọi người đều minh bạch. Một vãn tình hơi hơi gật đầu, này vốn không phải một ngày chi công, không biết một cẩm dao có thể kiên trì bao lâu. Đỗ nhị tiểu thư cầu kiến, tiếng, một vãn tình đứng ra nên đón, vất vả, đỗ nhị tỷ tỷ, đỗ nhị tiểu thư phong trần mệt mỏi, quần thâm mắt thực trọng, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Lần này xây dựng hoạt động cộng chia làm 10 tổ, đi trước bất đồng vệ sở. Lúc này đây, Đỗ nhị tiểu thư chủ động sinh ra trận mang theo một tổ đi trước Kính Châu, lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc đến tầng dưới chót bá tánh sinh hoạt, có quá nhiều cảm xúc, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ai, ta chưa bao giờ biết dân sinh như thế gian nan, bá tánh nhật tử quá khó khăn, ăn chính là cá mì bánh bao, tạp giọng nói đau, liền này còn không thể rộng mở bụng ăn, ăn bữa hôm lo bữa mai, quần áo lạng không thành bộ dáng đều luyến tiếc ném, nàng quý vì đổ gia nhị tiểu thư, sống trong nhung lụa nào chân chính gặp qua nghèo khó bá tánh sinh hoạt. Nàng tuy rằng đãi quá thủy một nông trang, nhưng thủy một nông trang người đều quá không tồi, mặc kệ là trang thượng nông dân, vẫn là xưởng nhân viên công tác, mỗi cái quý đều có hai thân chế phục, ăn no no, đi đến phía dưới đi, mới biết được phía dưới là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, khó trách một vãng tình toàn lực mở rộng bông, chế tạo xưởng, nghĩ mọi cách kéo kinh tế, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia trải qua khổ lại tính cái gì cả người đều rộng mở thông suốt, bỗng nhiên, một cái quan viên nghiêng ngã lão đảo chạy vào, viện chúa, thái thượng Hoàng Băng Hà, như một đạo sấm sét đệm xuống tới, một vãn tình sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhảy đánh lên, kinh thành, đêm khuya, tiếng chuông vang lên, một chút, hai hạ. Toàn kinh thành người đều bị bừng tỉnh, khoác áo dựng lên, ngốc ngốc nghe tiếng chuông, suốt chính hạ, đế băng, vô số người quỳ rạp xuống đất, rơi lệ đầy mặt, vì quân vương tiễn đưa. Tân Hoàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, ngây ngốc nhìn trên giường Thái Thượng Hoàng. Hắn dùng hết hết thảy biện pháp, nhưng, cuối cùng vẫn là lưu không được. Phụ Hoàng rời đi hắn, hắn không còn có phụ thân rồi, giờ khắc này hắn tâm như đau cắt, nước mắt như suối phun. Phanh! Một tiếng vang lớn, hậu phi sợ hãi thanh âm vang lên, mẫu hậu, mẫu hậu, mau kêu Thái Y, Tân Hoàng đột nhiên quay đầu lại, không cấm thay đổi sắc mặt, chỉ thấy thái hậu té xỉu trên mặt đất, hắn chạy nhanh tiến lên bế lên mẫu thân, làm ở một bên giường nệm thường, thái y vội vàng mà đến, may mà, thái hậu chỉ là kinh đau đang xen bị kích thích, tân hoàng làm người đưa thái hậu hồi cung, theo sau hạ lệnh nói, triệu sở hữu hoàng tử tông thất cùng tứ phẩm trở lên quan viên tiến cung khóc tan, đúng vậy, các phủ nghe được chung tan đều làm tốt chuẩn bị, lục tục tiến cung, các hoàng tử vừa tiến đến liền kêu khóc khai, phụ hoàng, phụ hoàng, ngài như thế nào liền như vậy đi rồi. Nhi thần còn không kịp đưa ngài đoạn đường A, từ tân hoàng đăng cơ sau, liền trực tiếp phong này đó huynh đệ vì thân vương, nhưng, không cho bọn họ đi đất phong, không được ra kinh thành một bước, cho nên, liền tính quý vì thân vương, cũng đã không có trước kia vạn chúng thổi phòng, dĩ vãn tụ tại bên người người đều tan, lão hoàng tử đã trở thành lịch sử, tân hoàng thế hệ con cháu thế bọn họ, thân cha đương hoàng đế hòa thân ca đương hoàng đế, có chất khác nhau các loại đãi ngộ xuống dốc không phanh. Hiện giờ, Thái Thượng Hoàng qua đời, bọn họ nhật tử càng không dễ chịu lắm. Tứ Hoàng tử dẫn đầu nghi ngờ nói, Hoàng thượng, Phụ Hoàng là như thế nào êm đẹp sẽ băng hà. Mấy ngày hôm trước ta nhìn hắn còn hảo hảo, Tân Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra người cư nhiên là ngày thường thắp hương niệm Phật Tứ Hoàng tử. Tứ Hoàng tử mãn nhãn đau kịch liệt, Phụ Hoàng bệnh tình nguy kịch, vì cái gì không triệu chúng ta tiến cung thấy cuối cùng một mặt vì cái gì, vẫn luôn bị giam cầm tam hoàng tử bỗng nhiên tới một câu, phụ hoàng đây là chết bất đắc kỳ tử, hắn là bị tân hoàng hại chết, hiện trường một mảnh ồ lên, y đang đứng ra tới, chư vị đại nhân, đây là kết luận mạch chứng, thái thượng hoàng một năm trước phải bệnh nặng, hắn niên thiếu khi liền bị thương thân thể, mấy năm nay vất vả lâu ngày thành tật, thần đã từng ngắt lời sống không quá nửa năm. Thái thượng hoàng thoái vị sau lăng là sống lâu nửa năm, đã là ông trời khai ân. Quân vương kết luận mạch chứng ký lục phi thường cẩn thận, hết thảy đều có tích nhưng ra, nhưng, các hoàng tử nhắm mắt lại chính là không nghe, ta không nghe, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến kêu đánh kêu giết thanh âm, tiếng giết đại tác phẩm, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào, một người thị vệ mồ hôi đầy đầu chạy vào, hoàng thượng, ngũ hoàng tử mang theo người sát tiếng hoàng cung, mặt khác hoàng tử đều phụng chiếu tiếng cung, duy độc vị này giam cầm ở trong nhà ngũ hoàng tử cáo ốm trọng khó đứng dậy quay người lại liền mang theo một chi quân đội tác loạn. Văn võ bá quan tâm hoảng hoảng, tiên hoàng nhường ngôi khi không có binh biến, tiên hoàng qua đời khi lại nháo khai, rốt cuộc nghĩ như thế nào, đây là đối tiên hoàng kiên kỵ đâu. Vẫn là đối tân hoàng coi rẻ, vấn đề là, này chi quân đội từ đâu ra. Trước đó như thế nào một chút đều không có tra giác, hoàng thượng sắc mặt nặng nề nhìn về phía bên ngoài, phản loạn giả, giết không tha, bên ngoài đúng lúc vang lên một tiếng, tân hoàng độc sát thái thượng hoàng, tội không thể tha thứ, các tướng sĩ, tùy ta đi vào thế thái thượng hoàng báo thù rửa hận, hướng A, phản quân thế như trẻ tre, thế không thể đỡ, mắt thấy càng ngày càng bức bách cung điện, tam hoàng tử làm khó dễ, hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy, đây là chúng ta thân sinh phụ thân A, hắn đều bị ngươi bức thoái vị, ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha hắn, đây là hướng tân hoàng trên người bác nước bẩn, một người trung thần lớn tiếng phản bác, nhất phái nói bậy, hoàng thượng cùng thái thượng hoàng phụ tử tình thâm, thái thượng hoàng là thân hoạn bệnh nặng chủ động thoái vị, người trong thiên hạ đều biết, ai đều không thể đổi trắng thay đen, ta không tin. Tam hoàng tử là chịu ảnh hưởng lớn nhất, tân hoàng đăng cơ tới nay hắn cũng bị giam cầm, không ra khỏi cửa, không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc, nghẹn khuất chính là, đây là thái thượng hoàng hạ lệnh, dựa theo quy củ, tân hoàng muốn sửa thái thượng hoàng chính lệnh, ít nhất đến chờ thượng một năm cho nên, liền tính Tân Hoàng muốn đem này đó huynh đệ thả ra, các triều thần cũng không đáp ứng A, Tam Hoàng tử cảm xúc cực kỳ kích động, chỉ vào trên giường Thái Thượng Hoàng, bla bla đau tố Thái Thượng Hoàng bất công, không đem bọn họ đương nhi tử đối đãi vân vân. Bỗng nhiên, đột nhiên một tiếng, hộ giá, hộ giá, vừa rồi tiến vào báo tin thị vệ lấy ra một phen chủy thủ nhắm ngay Tân Hoàng đã đâm đi, động tác lại tàn nhẫn lại mau. Liền ở thị vệ ly Tân Hoàng chỉ có một tất xa khi, một phen trường kiếm huy lại đây, chém về phía thị vệ hữu cánh tay, sóng vai mà đoạn, chủy thủ theo tiếng ngã xuống đất, máu tươi vẩy ra, thị vệ ngốc ngốc nhìn trên mặt đất cục tay, chậm ba giây mới phản ứng lại đây, a a a, vài tên ám vệ đem tân hoàng bao quanh vây quanh ở trung gian môn, đứng ở đằng trước chính là ô y vệ phó thống lĩnh vi thiệu huy, tay cầm nhiễm huyết trường kiếm lạnh lùng trừng mắt tam hoàng tử, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, như hầu cơ mà động sói đói, sát khí, ở trong nhà tràn ngập còn không biết có bao nhiêu ám vệ ẩn đang âm thầm tùy thời chuẩn bị ra tay đột nhiên tới biến cố làm mọi người tác tác phát trung ngay cả mấy cái hoàng tử cũng nhắm chặt miệng ngươi ngươi xem ta làm gì tam hoàng tử chột dạ muốn mệnh vi thiệu huy mặt vô biểu tình nói ngươi vừa rồi dời đi tiêu điểm cấp sát thủ sáng tạo cơ hội thủ đoạn quá ti tiện tam hoàng tử sắc mặt đại biến ngươi nói hô nói vượng hoàng thượng phụ hoàng thay cốt chưa lạnh ngươi liền bắt đầu sát thủ đủ, ngươi không làm thất vọng phụ hoàng sao, hoàng thượng nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt thực lạnh nhạt, hắn có hay không làm sự tình, tin tưởng ở đây người đều thấy rõ ràng, e er, rờ, thế thái thượng hoàng báo thù, thế thái thượng hoàng báo thù. Bên ngoài kêu đánh kêu giết thanh âm lớn hơn nữa, trong nhà đủ loại quan lại mỗi người cảm thấy bất an, sôi nổi nhìn về phía tân hoàng, làm sao bây giờ, tân hoàng thực bình tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn về phía cửa liền ở mọi người thấp thỏm bất an khi, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, cắt qua phía chân trời. a à, là ngũ hoàng tử ở kêu thảm thiết, bọn quan viên sôi nổi đi tới cửa nhìn ra đi, ai gia uy, vô số cung tiễn như mưa điểm bay về phía phản bội đảng, vô số người trung mũi tên ngã xuống đất, huyết lưu sông dài, mọi người nhìn về phía cung tiễn bay tới phương hướng, chỉ thấy một loạt hắc y nhân đứng ở nóc nhà, đối với trên mặt đất loạn đảng cuồng quét, một loạt lui ra phía sau. Hàng phía sau bổ thượng, lại là một trận cuồng quét, mãnh liệt cung tiễn đem phản bội đảng chém giết với mã hạ, nửa bước không thể gần, cầm đầu Hắc Y Nam tử mặt mày lạnh lùng, cả người tản ra nghiêm nghị khí thế, đó là ở trên chiến trường Bách Tử nhất sinh tôi luyện ra tới khí thế. Tam hoàng tử xoa xoa đôi mắt, khiếp sợ kinh ngạc. Đỗ Thiếu Huyên. Hắn như thế nào ở kinh thành, đây chính là Đỗ Thiếu Huyên, trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội chiến thần, cũng là sát thần đại tề cùng tây vu bắt sở một trận chiến tam quốc thương vong vô số loại này trận trượng ở đỗ thiếu huyên trước mặt căn bản không đủ xem thực mau phản bội đãng bị đánh hoa rơi nước chảy nhấc tay đầu hàng đỗ thiếu huyên nhảy phiên hạ nóc nhà bước nhanh đi đến tân hoàng trước mặt quỳ một gối xuống đất hồi bẩm hoàng thượng sở hữu phản tặc toàn bộ bắt giữ trong cung nội ứng đã bại lộ chính làm người đi bắt kinh thành toàn bộ giới nghiêm tây sơn quân doanh đều ở khống chế trung hắn toàn quyền chỉ huy, đem cục diện khống chế được, ai cũng không biết hắn khi nào tới, đang ở nơi nào, tân hoàng tự mình không lưng nâng dậy hắn, biểu đệ vất vả, đổ thiếu huyên thần sắc thương cảm, dựng đối ta ân trọng như núi, ta đáp ứng hắn phụ tá ngài, liền nhất định sẽ làm được, từ nghe được thái thượng hoàng thoái vị tin tức, hắn một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau liền mang theo người vào kinh. Dọc theo đường đi lặng yên không một tiếng động lướt qua địch chiếm khu, trằn trọc vòng một vòng, rốt cuộc đi vào kinh thành. Hắn gặp được bệnh nặng Thái Thượng Hoàng, cũng nghe thấy được mưa gió sắp đến nguy hiểm, đơn giản lưu tại chỗ tối bảo hộ Tân Hoàng. Tân Hoàng hốc mắt ửng đỏ, cố nén cảm xúc vỗ vỗ biểu đệ cánh tay, lúc này biểu đệ là để cho hắn tín nhiệm người. Hắn đem thân gia tánh mạng đều phó thác đến biểu đệ trên tay, ngũ hoàng tử người bị trúng mấy mũi tên, hơi thở thoi thóp bị kéo lại đây, thái y khám mạch lắc đầu thở dài, khai một trương phương thuốc, ngao dược đi, ngũ hoàng tử nằm trên mặt đất, cả người đau nhất mãn nhãn đều là khắc cốt hận ý ngươi đã sớm tra giác cố ý đem chúng ta bỏ vào tới hoàng thượng thần sắc bình tĩnh cái này kêu đóng cửa đánh chó ngũ hoàng tử thực không cam lòng ta rốt cuộc nơi nào không bằng ngươi cái này ma ốm phụ hoàng quá bất công đều là hoàng tử ai so với ai khác càng cao quý ai không nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế tân hoàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn ngô vương khởi binh tạo phản lột đi vương tước xét nhà sung công biếm vì phế nhân, hậu đại con cháu toàn không được họ tiêu, hắn đáp ứng quá tiên hoàng, sẽ không thân thủ sát thủ đủ, nhưng, nhân gia muốn giết hắn, hắn tự nhiên là phản kích, hắn không giết ngũ hoàng tử này một mạch, nhưng, lột đi quốc họ, long tử phượng tôn trở thành một giới thứ dân, chỉ sợ so đã chết còn thảm, bọn họ sống trong nhung lụa quán, không có sinh tồn năng lực, thật lớn trên lệch liền đủ để cho một người sụp đổ. Ngũ hoàng tử hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại như thế nào đâu, hắn là thua gia người thắng làm vua bại giả khấu đến nỗi mạo phạm nghi ngờ hắn mấy cái hoàng tử giống nhau gọt bỏ vương tước vị giam cầm lên cùng ngoại giới cách ly hắn còn nhắc nhở một câu nếu dám lại có lần sau vậy đưa bọn họ cả nhà đi ngầm bồi thái thượng hoàng một hồi oanh oanh liệt liệt cung biến liền như vậy rơi xuống màn che vì thế thái thượng hoàng cầu phúc tân hoàng hạ lệnh thả ra một đám lớn tuổi cung nữ trở về nhà đến nỗi tới rồi tuổi thái dám bị đưa ra cung đến chỉ định trong miếu vì Thái Thượng Hoàng niệm kinh đi. Bởi vậy, trong cung cái đinh cơ bản quét sạch, hai tháng sau, Đỗ Thiếu Huyên tiến cung một chuyến, Hoàng thượng, ta đặt phương hướng ngài chào từ biệt, ta cần phải trở về, mấy ngày nay hắn bận rộn trong ngoài, giúp đỡ biểu ca củng cố ngôi vị Hoàng đế, cả người gầy một vòng, thời khắc mấu chốt, vẫn là đến dựa vũ lực kinh sợ, ngũ Hoàng tử vẫn là bị thương nặng qua đời, Hoàng thượng không có đem sự tình làm quá tuyệt cấp ngũ hoàng tử gia quyến để lại 5.000 lượng bạc. Chỉ cần tiết kiệm điểm hoa có thể dùng thật lâu, nhưng, những người đó ăn xài phung phí quán, phỏng chừng căng không được bao lâu. Hoàng thượng có chút không tha, người khác đều thay đổi, duy độc cái này biểu đệ vẫn là không thay đổi sơ tâm, như cũ đầy ngập nhiệt thành. Ngươi cùng một vãn tình thế nào, Đỗ thiếu huyên sửng sốt một chút, nàng mới 16 tuổi, không nóng nảy, hoàng thượng nhẹ di một tiếng, nàng cập kê, chậm làm hoàng hậu thưởng nàng tập kê lễ, đỗ thiếu huyên khẽ cười nói, kia đảo không cần, nàng không làm tập kê lễ, nói là muốn tới 18 tuổi hoàn thành năm lễ, hắn còn vẻ mặt cùng vinh có nào, rất là kiêu ngạo, hoàng thượng. Kiêu ngạo gì nha, hoàn toàn không hiểu người trẻ tuổi ý tưởng, hắn phất phất tay, một cái nội thị phủng một cái hộp gấm lại đây, đây là thái thượng hoàng cấp thanh bình huyện chúa, ngươi mang về cho nàng, đỗ thiếu huyên tò mò cực kỳ dựng còn cấp vãn tình để lại đồ vật. Là cái gì, Thái Thượng Hoàng cũng cho hắn để lại mấy thứ đồ vật, coi như là lưu cái niệm tưởng. Nhưng, một vãn tình cũng có phân, này ra ngoài hắn dự kiến, Hoàng thượng khẽ lắc đầu, phong kính, trẫm cũng không biết, trở về nói cho Thanh Bình huyện chúa, kinh thành Thanh Bình huyện chúa phủ vẫn luôn chờ chủ nhân trở về, lúc trước, còn ban một tòa kinh thành huyện chúa phủ cấp một vãn tình, đổ thiếu huyên. Ý gì? đỗ thiếu huyên từ biệt tân hoàng lại đi thái hậu từ ninh cung cùng thái hậu chào từ biệt thái hậu vốn là đỗ thiếu huyên cô cô tình cảm thâm hậu nhìn đến chất nhi phải đi tất cả không tha lôi kéo đỗ thiếu huyên tay không bỏ người nói ta làm phụ thân ngươi tới kinh thành định cư hắn sẽ nguyện ý sao nàng tuổi lớn tiên hoàng qua đời nàng bi thương quá độ thân thể cũng không được tốt loại này thời điểm phá lệ tưởng niệm thân nhân đặc biệt là một mẹ đẻ ra thủ túc Đỗ Thiếu Huyên không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, sẽ không, hắn thích Lương Thành, Lương Thành là chúng ta đổ gia căn, bọn họ tỷ đệ ba người đều ở Lương Thành, đổ gia quân ở Lương Thành, phụ thân là trăm triệu sẽ không rời đi, ai? Thái hậu dù cho là đại tề nhất tôn trọng nữ tử, nhưng chỗ cao không thắng hàng, có thể nói câu thiệt tình lời nói người không nhiều lắm, trở về nói cho phụ thân ngươi, cho ta nhiều viết thư, sinh thời không biết còn có thể nhìn thấy hắn sao, Đỗ thiếu huyên an ủi nói, sẽ nhất định sẽ. Thái hậu từ ái nhìn cháu trai, phụ thân ngươi bên người không cái nữ nhân chiếu cố, chung quy không phải sự, ta đây liền ban mấy cái cung nữ cho ngươi phụ thân, chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, không có danh phận, sẽ không uy hiếp đến các ngươi tỷ đệ địa vị, một cái thương bệnh quấn thân nam nhân bên người đến có mấy cái tri kỷ người, ít nhất sinh hoạt cuộc sống hàng ngày được đến cẩn thận chiếu cố, bình thường hạ nhân cùng bên gối người rốt cuộc là không giống nhau. Ai ngờ, Đỗ Thiếu Huyên không vui, còn thỉnh Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phụ thân thu không thu nữ nhân là hắn tự do, chúng ta làm con cái sẽ không nhiều quản, nhưng ban cung nữ liền thôi bỏ đi, nhẹ không phải trọng cũng không phải, làm sai sự tình vẫn là bận tâm trong cung thể diện, hà tất đâu, phụ thân là rất tịch mịch, thê nhi đều không ở bên người, nhưng thân là con cái, là sẽ không cấp phụ thân an bài bên gối người, Thái Hậu hơi hơi nhíu mày, ngươi. Ngươi còn hy vọng mẫu thân ngươi trở về nàng là thật không thích cái kia tẩu tử kiều kiều nhược nhược trừ bỏ sẽ bắt lấy nam nhân tâm sẽ sinh hài tử mặt khác không đúng tí nào gánh không dậy nổi tay lương nữ chủ nhân chức làm huynh trưởng lao tâm lao lực tuy rằng không biết tẩu tử mang tóc tu hành chân chính nguyên nhân nhưng không ngoài là phạm sai lầm xem ở cháu trai cháu gái phân thượng nàng là sẽ không nhiều hỏi đến đỗ thiếu huyên phi thường lý trí đây là cha mẹ chi gian sự khiến cho chính bọn họ xử lý đi thân là con cái hiếu thuận thì tốt rồi, mẫu thân lại không tốt, nhưng đối hắn yêu thương có thêm, coi hắn trân bảo, nên có hiếu thuận vẫn phải có. Thái hậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, không cần thiết vì những việc này cùng cháu trai nháo phiên. Cũng thế, ta cũng không thao cái này tâm, thiếu huyên, ta liền như vậy một cái ca ca thật sự không yên lòng, ngươi sớm một chút cưới cái nữ nhân cùng nhau hiếu thuận hắn, chờ một chút đi. Đỗ thiếu huyên tính tính thời gian, ít nhất còn phải chờ hai năm. Thái hậu hận không thể hắn lập tức tại chỗ kết hôn, cấp đổ gia khai chi tán dịp, nhưng là đi, cháu trai là cái cố chấp, sẽ không nghe, ngươi liền như vậy thích thanh bình huyện chúa, phi nàng không cưới. Đây là đổ thiếu huyên thái độ, đổ thiếu huyên đi ra từ Ninh Cung, dọc theo chủ lộ đi ra ngoài, trải qua ngự hoa viên khi, thấy hai cái quần áo hoa lệ nữ hài tử ở tranh chấp, hắn không có tới gần, mà là thay đổi một phương hướng, hắn cũng là từ nhỏ ở trong cung lớn lên, hậu cung thị phi nhiều bỗng nhiên bùng một tiếng cứu mạng đỗ thiếu huyên quay đầu lại vừa thấy cho mày một nữ hài tử rơi vào trong hồ ở trong hồ trầm trầm phù phù liều mạng cầu cứu đứng ở bên bờ nữ tử kinh hoàng thất thố không dám tin tưởng nhìn chính mình đôi tay trong hồ nữ tử thấy được đỗ thiếu huyên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng đỗ tướng quân cứu cứu ta cứu ta trên bờ nữ tử đột nhiên quay đầu lại đồng tử kịch chấn dọa không nhẹ Tự nhiên là giết người không chớp mắt Đỗ Thiếu Huyên, Đỗ Thiếu Huyên hơi hơi nhíu mày, vung tay lên, từ chỗ tối phục ra một cái thân ảnh, thả người nhảy, chỉ chốc lát sau liền đem rơi xuống nước nữ tử vớt lên, rơi xuống nước nữ tử cả người ướt đẫm, tắc tắc phát trung, trên người đường công tất lộ, Đỗ Thiếu Huyên trước sau không có đi gần, đứng xa xa nhìn, thấy thoát ly nguy hiểm hắn xoay người liền đi, mặt sau truyền đến một đạo ôn nhu như nước thanh âm, Đỗ tướng quân, đa tạ ngài cứu mạng đại ân tiểu nữ vô cùng cảm kích, tiểu nữ là thủ phụ cháu gái từ vi, đỗ thiếu huyên có tai như điếc, bước chân không ngừng. Bỗng nhiên, mấy cái trang điểm hoa hòe lộng lẫy cung phi đi đến, nhìn đến đỗ thiếu huyên sửng sốt một chút, đỗ tướng quân, ngươi như thế nào ở chỗ này, đỗ thiếu huyên hơi hơi chấp tay, cũng không ngẩng đầu lên, mắt đen hơi rũ, ta tới chào từ biệt, biểu gì. Mặt sau lại một lần truyền đến thanh âm, lệ phi sắc mặt đại biến, bước nhanh tiến lên, ôm chặt từ vi, Vội vàng hỏi nói, "Vi Nhi, ngươi làm sao vậy?" Từ Vi vẻ mặt kinh sợ, biểu gì, là đổ tướng quân đã cứu ta, nếu không phải hắn, ta cũng chưa mệnh." Nàng diện mạo mỹ lệ, như nụ hoa đãi phóng nụ hoa kiều mỹ, một cái phi tử khóe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường nói, "Cứu mạng." Này cả người ước dầm về, là rớt trong hồ. Này em đẹp như thế nào sẽ rơi vào đi, Từ Vi theo bản năng nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt nữ hài tử tất cả mọi người theo nàng tầm mắt xem qua đi trong đó một cái phi tử sắc mặt kịch biến vận nhi sao lại thế này a vẫn hốc mắt đỏ bừng lại tức lại cấp cô cô ta không có đẩy nàng là nàng chính mình rơi vào đi từ vi nước mắt lưng trồng, sợ hãi rụt rè là ta nhảy vào đi không liên quan a vận muội muội sự tất cả đều là ta sai ai không có việc gì sẽ nhảy xong rõ ràng là bị uy hiếp a vẫn tức điên vốn dĩ không phải ta sai Đỗ Thiếu Huyên toàn xem ở trong mắt, khẽ lắc đầu, đều không phải đèn cạn dầu. Lệ Phi theo dõi hắn, "Đỗ tướng quân, ngươi liền ở hiện trường, ngươi tới nói thật đi." Đỗ Thiếu Huyên trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nữ nhân nhiều chính là phiền toái, ta không có nhìn đến. Nghe được rớt trong sông thanh âm mới xem qua đi, thấy có người rớt trong sông khiến cho thủ hạ đi cứu, hắn cố ý chỉ chỉ bên người ước dầm về thủ hạ, "Thái độ tiên minh, đừng tới phiền ta." Ai ngờ, Lệ Phi lựa chọn tính mắt mù, Đỗ tướng quân, đa tạ ngài cứu Vi Nhi tánh mạng, Vi Nhi chính là chúng ta từ gia bảo bối, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, liền thủ phụ đại nhân đều khen nàng linh tú, nếu là Nam Nhi nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp, Đỗ thiếu huyên đưa lưng về phía mà trạm, không nóng không lạnh đáp lại, Nga, hắn ngữ khí quá mức lãnh đạm, lệ phi nghẹn họng, hít sâu một hơi nói, nhưng, Vi Nhi thân thể bị ngài xem hết, mất danh tiết, ngài đến gánh vác trách nhiệm. Từ vi nằm ở lệ phi trong lòng ngực, tu quẩn khó làm bộ dáng đỗ thiếu huyên hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề cái gì hắn đều nói không phải hắn cứu này đó nữ nhân là chuyện như thế nào lệ phi vốn dĩ có vô số trải chăng nói nhưng lời nói đến bên miệng sửa lại chủ ý ngài đến cưới nàng nếu không nàng chỉ có bị đưa đi từ đường kết cục ngài cũng không đành lòng nhìn đến một cái như hoa thiếu nữ liền như vậy điêu tàn đi nàng trực tiếp xong xuôi đưa ra yêu cầu đỗ thiếu huyên kỳ quái hỏi lại các ngươi người trong nhà đều nhẫn tâm, ta một ngoại nhân vì cái gì không đành lòng, hắn vốn không phải thương hương tiếc ngọc hạng người, cũng không phải cái gì hảo tính tình người, cưỡng bách hắn cưới vợ, các nàng xứng sao, lệ phi, từ vi, vèo. Không biết là ai cười, đỗ thiếu huyên khẽ lắc đầu, cáo từ, lệ phi không cấm nóng nảy, không được đi, lời nói còn không có nói rõ ràng, ngươi không thể liền như vậy đi rồi, đỗ thiếu huyên, các ngươi đổ gia chính là như vậy không phụ trách nhiệm truyền ra đi, đổ gia còn muốn hay không làm người, lời này nhưng đem đổ thiếu huyên chọc giận, không biết tiếng thối đồ vật. Để nhất, từ cô nương là ta thuộc hạ tự mình cứu, từ gia một hai phải ngạnh tắc nói, vậy làm ta thuộc hạ cưới đi, vừa lúc, hắn còn không có cưới vợ, lệ phi lại tức lại bực, một cái bất nhập lưu thị vệ nào có tư cách cưới từ gia cô nương. Đỗ Thiếu Huyên cũng thật là, tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội bãi ở trước mắt, hắn tự nhiên không có tự mình ra trận. Đỗ Thiếu Huyên trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, đệ nhị, hướng ta xin lỗi, ta chưa bao giờ sẽ tùy tiện xem cô nương khác, ngươi đây là chửi bới ta thanh danh, ta tương lai thê tử sẽ nghĩ như thế nào, còn có, vũ nhục đổ gia, vũ nhục thái hậu gia giáo, phải bị tội gì, lệ phi cả người đều không tốt, không xong, nàng nhất thời đã quên thái hậu là đổ gia nữ, làm sao bây giờ, nàng đầu óc chuyển bay nhanh, nghĩ cách nói sang chuyện khác, vi nhi là kinh thành nổi danh tài nữ lại là thủ phụ thương yêu nhất tiểu cháu gái, không biết nhiều ít vương công quý tộc tưởng cưới nàng, nếu không phải ngươi số phận hảo, chuyện tốt như vậy nhưng không tới phi ngươi. Một cái khác phi tử hát đệm nói, đúng vậy, vẫn là cưới đi, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, đổ thiếu huyên lười cùng này đó ám mang ý xấu nữ nhân dây dưa, đi thỉnh hoàng thượng lại đây, lệ phi cùng từ vi nhìn nhau, không biết làm sao, như thế nào sẽ biến thành như vậy, hoàng thượng thực mau liền tới rồi lệ phi nước mắt xoát chảy xuống tới, than thở khóc lóc, hoàng thượng, ngài cần phải vì vi nhi làm chủ A, à, đổ tướng quân không chịu phụ trách nhiệm, đổ thiếu huyên phiền chết khóc sức mướt nữ nhân, hoàng thượng, ta hoài nghi đây là một cái âm mưu, làm chủ là thủ phụ, từ vi là công cụ người, lệ phi là đồng lõa, bọn họ ý đồ nhúng chàm trong tay ta quân quyền, lòng mang ý xấu, hắn ngữ ra kinh người, tất cả mọi người ngây dại. Lệ Phi dọa quên mất khóc thúc thích, tức đến sắp điên thét chói tai ngươi nói bậy, ta không có, hoàng thượng, thần thiếp là cái dạng gì người, ngài còn không biết sao, thủ phụ cẩn thận cả đời, phụ tá tiên hoàng lập hạ không thế chi công, ngài cũng không thể làm công thần thất vọng buồn lòng nha, hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia lãnh quan, một sớm hoàng đế một sớm thần, hắn đã sớm muốn đem cậy già lên mặt phụ đầu thay thế, thủ phụ hẳn là cũng tra giác tới rồi thái độ của hắn, chó cùng rất dậu, nhưng đối biểu đệ ra tay liền quá mức. Lệ Phi đối Thái Hậu bất kính, gọt bỏ phi vị, biếm lãnh cung, lệ phi mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, cư nhiên không thẩm không tra liền trị nàng tội, hắn liền như vậy tín nhiệm đổ thiếu huyên, bọn họ chi gian quan hệ thật sự không gì phá nổi, hoàng thượng mặt như trầm thủy, nhìn về phía tác tác phát trung từ vi, ở hắn địa bàn chơi nhiều như vậy đa dạng, không biết sống chết, ngươi trở về nói cho thủ phụ, hoàng cung không phải các ngươi từ gia hậu hoa viên. Tùy ý các ngươi bàn tay như vậy trường, làm hắn làm lựa chọn, hoặc là đem ngươi gả ra kinh thành, hoặc là làm hắn cáo lão hồi hương đi. Từ vi trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, đến nỗi thật vượng giả vựng, chỉ có nàng chính mình biết. Hoàng thượng nhìn về phía mặt khác cung phi, các ngươi đều nghe, sự tình hôm nay nếu là tiết lộ nửa cái tự, đều đi lãnh cung đợi đi. Hậu phi nhóm vân vân hẳn là, bọn người đi rồi, đổ Thiếu huy nhịn không được phun tào, nữ nhân nhiều chính là phiền toái, tâm nhãn một cái sau một cái nhiều ngài như thế nào chịu được, hậu cung tiền triều mừng lo cùng quan hệ, nào có đơn giản như vậy, lần này là thủ phụ luống cúng, không ra nửa năm hắn cũng nên lui xuống đi, cấp tân nhân đằng vị trí, hoàng thượng hậu phi kỳ thật cũng không nhiều lắm, một sau một quý phi hai phi hai, phi, hai tầng, bốn cái mỹ nhân, so với tiền triều 72 phi thiếu nhiều, cho nên, ta đời này chỉ cưới một nữ nhân. Đỗ Thiếu Huyên đồng tình nhìn hắn, nhà ta vãn tình thông minh có khả năng khôn khéo, còn đặc biệt đáng yêu, một cái đỉnh ngàn cái đâu hoàng thượng ma trứng phát rồ tú ân ái hai câu không rời một vãn tình hắn ha hả cười nhà ngươi một vãn tình đồng ý gả cho ngươi sao. tới a à, thương tổn lẫn nhau a à, đỗ thiếu huyên Cậu ca không làm người đỗ thiếu huyên ra hoàng cung lên xe ngựa chủ tử đi nơi nào đỗ thiếu huyên không cần nghĩ ngợi nói đi đông thành đường cái đông thành đường cái là kinh thành nhất phồn hoa một cái phố hội tụ vô số cửa hiệu lâu đời. Đỗ Thiếu Huyên mua chút thổ đặc sản, khó được tới một chuyến, sau người nhà chọn chút lễ vật, có ăn có uống có chơi, mua một đống lớn, chỉ là, một vãn tình lễ vật còn không có chọn hảo, nàng giống như cái gì đều có, cũng không có đặc biệt yêu thích, nàng không yêu Mỹ Phục Châu Báu, ngày thường một thân lưu loát nam trang, trắc cái cao đuôi ngựa, đặc biệt bất việt, nàng thích thức ăn, nhưng tay nghề so kinh thành sư phó mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần, ai, tính, hắn mua vài thất kinh thành nhất lưu hành lăng la tơ lụa mang về làm một vãn tình xử lý đi mua xong sau hắn liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ nửa đường nhìn đến một nhà cửa hàng cửa hàng ngoại chen đầy phía sau tiếp trước muốn chen vào đi đó là cái gì cửa hàng thuộc hạ nhẹ giọng trả lời trân bảo các cái gì bảo bối đều có kinh thành đại quan quý nhân liền ái tới cửa hàng này nghe nói là hoàng hậu tộc nhân khai nói là tộc nhân khai kỳ thật là hoàng hậu nhà mẹ đẻ khai hoàng hậu nói không chừng cũng nhập cổ. Đỗ Thiếu Huyên từ trước đến nay không yêu dạo cửa hàng, nhưng nghĩ nghĩ kêu dừng xe, vào xem, có lẽ sẽ có một phản tình thích đồ vật. Đỗ Thiếu Huyên ở thị vệ hộ đỡ hạ miễn cưỡng chen vào trong nhà, định tình vừa thấy, hảo gia hỏa, tất cả đều là công hầu con cháu, một đám cẩm y hoa phục, đôi mắt hướng lên trời, kêu căng không ai bị nổi, nhưng lúc này, đều tụ tập ở chỗ này thăm dò não não, thấp khó dằn nổi bộ dáng, di khi không phải an quốc công sao đó là trấn nam hầu bọn họ như thế nào đều ở khi hai người cũng nhìn đến hắn đồng thời đứng lên đổ tướng quân đổ thiếu huyên giữa quân công phong hầu bản thân liền rất ghê gớm lần này lại nâng đỡ tân hoàng có công đổ gia lại là hậu tộc đổ soái trên người cũng có một cái tước vị mấy hạng chồng lên có thể nói là cứu tay nhưng nhiệt đại gia đối hắn đều khách khách khí khí đổ thiếu huyên cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cùng mọi người chào hỏi, hàng huyên vài câu, chỉ chốc lát sau liền thục lạc, không khí thực nhiệt liệt, An Quốc công cố ý cùng hắn giao hảo, đây chính là ngự tiền đệ nhất nhân, đỗ tướng quân, ngươi cũng tới mua pha lê kính, pha lê kính. Quen thuộc tên lọc vào tai, đỗ thiếu huyên ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào nhớ rõ một phản tình đã từng nhắc tới quá, An Quốc công tươi cười đầy mặt nói, đúng vậy, vô cùng thông thấu rõ ràng gương, vạn vật đều rành mạch. Mỗi ngày liền ra một khối toàn thân kính, giá cả đã tăng tới vạn lượng bạc. Trấn Nam Hầu cười nói, đổ tướng quân ngài nếu muốn, chúng ta liền nhường cho ngài, dù sao mai kia còn có, kia không cần, ta là lại đây xem xem náo nhiệt. Đỗ Thiếu Huyên vẫy vẫy tay, các ngươi đừng động ta, tới, tới, nói chuyện chi gian, hai cái tiểu nhị thật cẩn thận phủng một mặt châu quan bảo khí toàn thân kính lại đây, trong nhà mọi người xem thẳng mắt, như thấy được hy thế bảo bối, đôi mắt thẳng lăng lăng, vài người không hẹn mà cùng mở miệng, lão bản, ta muốn ta muốn lão bản ra tới hướng đại gia chấp tay thi lễ chư vị tạm thời đừng nóng nảy đây là cuối cùng một mặt bất đèn kính nguồn cung cấp chặt đứt hôm nay liền ai ra giá cao thì được an quốc công vẻ mặt không cao hứng lão bản ngươi nhưng không phúc hậu a à. lão bản không ngừng chấp tay thi lễ ta cũng là không có biện pháp a à. bán cho ai đều không tốt không bằng công bằng cạnh tranh ai đều không đắc tội ở kinh thành khai loại này cửa hàng lại há là người thường lão bản chính là hậu tộc tộc nhân người bình thường cũng không dám nhẹ ý đắc tội hắn mấy cái công hầu công tử dẫn đầu mở miệng ta ra vạn năm ta ra bốn vạn năm vạn trấn nam hầu ra giá đỗ thiếu huyên xem trợn mắt há hốc mồm này kinh thành tiền thật dễ kiếm a à. an quốc công nhẹ giọng hỏi đỗ tướng quân ngài thật sự không tranh đỗ thiếu huyên đã xác định là một vãn tình bút tích một vãn tình có thứ tốt đều sẽ không quên bọn họ phụ tử ta có Ngữ ký tương đương khẳng định một người quần áo hoa lệ tuổi trẻ công tử nhịn không được hỏi Hoàng thượng ban cho ngài Hoàng thượng đối ngài thật tốt Hoàng hậu nương nương đều không có được đến như vậy hậu ban Đổ thiếu huyên liếc mắt nhìn hắn Đây là hoàng hậu con vợ lẽ đệ đệ gọi là gì đến đây đi Lâm Bỉnh Thu kỳ quái này không phải hoàng hậu nhà mẹ để sản nghiệp sao Còn cần cái ban thưởng sao Như thế nào nghe rất có nghĩa khác Không phải chính trực quốc tang hết thảy giải trí cấm kỳ đồ chơi quý giá vật sao có thể đưa đến trong cung đỗ thiếu huyên thần sắc nhàn nhạt là ta bằng hữu đưa ta bốn phía người nghe thấy được hâm mộ không thôi hảo tưởng có bằng hữu như vậy lâm bỉnh thu cũng không biết nghĩ như thế nào là cái dạng gì bằng hữu nha không bằng giới thiệu cho chúng ta nhận thức không được đỗ thiếu huyên quả quyết cự tuyệt thực không cho mặt mũi tưởng nhận thức một vãn tình tưởng cái rắm ăn a à. Lâm Bỉnh Thu biểu tình cứng đờ, ngay sau đó nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, đổ tướng quân, ngươi thật sẽ nói giỡn, trách không được tỷ của ta tổng khen ngươi nói ngọt sẽ hống người đâu, đây là lời hay sao? Đỗ Thiếu Huyên dơ dơ lên mi, xác định trước mắt gia hỏa đối hắn rất bất mãn, bất mãn cái gì? Chẳng lẽ là ghen ghét hắn thâm đến thánh quyến? Hoàng hậu thân đệ đệ cùng hắn tranh sủng, cười chết, hoàng thượng là hắn thân biểu ca, thái hậu là hắn thân cô, là quan hệ huyết thống, này rốt cuộc là trước mắt ngu xuẩn phiêu. Vẫn là hậu tộc phiêu đâu, kinh thành trước nay đều là lốc xoáy trung tâm, phủng cao dẫm thấp, cuồng nhiệt truy đuổi quyền lực, phong, chưa từng có đình quá, chật chật chật, đều nói nhân tâm dễ biến, một sớm phú quý liền phiêu tìm không ra bắt, cho nên, hắn không thích kinh thành, càng thích dân phong thuần phát lương thành, ngươi một muộn một tiếng ngươi tỷ sợ người khác không biết ngươi tỷ là hoàng hậu dường như, ta đề ta biểu ca sao ta đề ta cô cô sao, hắn là không chịu có hại chủ, không mềm không ngạnh đỉnh trở về. Lâm Bỉnh thu mặt tái rồi, mọi người khác thường ánh mắt làm hắn nang tham hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lão bản cũng là Lâm gia tộc nhân, chạy nhanh đứng ra hòa giải. Đổ tướng quân chớ trách, hắn là cái không kiến thức, đừng cùng hắn giống nhau so đo. Đổ tướng quân đến cũng là bất đèn kính sao? Đúng vậy, lão bản một phát đầu, a, à, đúng rồi, này gương là từ Tây Lương tới không biết có không thỉnh đổ tướng quân giúp một chút, dắt cái tuyến giới thiệu này gương lão bản cho ta nhận thức đâu. Ta này nhập hàng quá khó khăn, trằn trọc vài tay, chủ yếu là chiến hỏa không ngừng, trung gian vài tòa thành trì là địch chiếm khu, giao thông ngăn cách, gương là đến từ Tây Lương. An quốc công kinh hô một tiếng, đổ tướng quân, các ngươi Tây Lương có như vậy bảo bối, là nhà ai sinh ý, ngài như thế nào liền không nói một tiếng đâu. Cho ta lưu một mặt, Trấn Nam Hầu chạy nhanh nói, Ta cũng muốn một mặt, đổ thiếu huyên lực hơi trầm ngâm, nhìn xem gương chỗ tối có phải hay không có một cái một tự, một vãn tình đã từng nói qua, nàng muốn ở nhà mình xuất phẩm hàng Mỹ nghệ thượng đánh thượng chính mình dòng họ, vài thập niên sau còn có thể bảo tồn đi xuống. Lão bản vẽ mặt mông bức, không biết a à. chuyện tốt người chạy nhanh vây qua đi, mười mấy con mắt nhìn chầm chầm, mỗi một góc đều điều tra một lần, A à, tìm được rồi, nơi này có chữ viết, có người kinh hô một tiếng. Ở một cái vỏ sò trang trí đồ án trung gian, mọi người cố sức phân biệt nửa ngày, là một, lão bản nhất chú ý vấn đề này, một gia. Tây lương một gia. Ta như thế nào không nghe nói qua, đổ thiếu huyên hơi hơi mỉm cười, trong lòng tất cả đều là kiêu ngạo, muốn nhập hàng, liền nghĩ cách liên hệ thanh bình huyện chúa phủ đi, ném xuống những lời này, hắn chấp tay, nghênh ngang mà đi, lưu lại một đám lòng tràn đầy tò mò người, thanh bình huyện chúa phủ xuất phẩm. Không phải đâu, này cũng không kỳ quái, thanh bình huyện chúa ở kỳ kỷ dâm xảo phương diện có điểm thiên phú, có người nhịn không được hỏi, chờ một chút, thanh bình huyện chúa họ gì, một vãn tình tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng vẫn luôn ở tại Tây Lương, kinh thành người đối nàng cũng không quen thuộc, cái này đề an quốc công sẽ đáp, một, một vãn tình, toàn trường toàn tỉnh, bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, hảo gia hỏa, nếu là cưới đến thanh bình huyện chúa, vậy phát tài, an quốc công mắt trợn trắng, một đám dị tưởng khai thiên gia hỏa thanh bình huyện chúa chính là phẩm quan lớn có mấy người xứng đôi nàng môn đăng hộ đối không phải nói nói mà thôi liền tính lui một bước nói huyện chúa gã thấp cũng đến chọn người lâm công tử ngươi là hoàng hậu thân đệ đệ nhưng thật ra có thể thử một lần lâm bỉnh thu ánh mắt lóe lóe ta không thích xuất đầu lộ diện nữ nhân mặt khác cậu ấm sôi nổi phụ họa ta cũng không thích ly kinh phản đạo nữ nhân nên ở trong nhà giúp chồng dạy con không an phận nữ nhân không thể cưới, an quốc công khẽ lắc đầu, rõ ràng là so ra kém nhân gia, liền liều mạng chèn ép, nhưng những người này một hồi gia, cùng trong nhà vừa nói, trong nhà trưởng bối tâm động không được, đây chính là hạ kim trứng gà mái, cưới tiếng gia môn là thiên đại chuyện tốt, ít nhất trong nhà không thiếu bạc hoa, như thế nào tạo đều được, lâm gia cũng không ngoại lệ, lâm lão thái thái trước tiên hướng trong cung đệ thiệp, ngày hôm sau hoàng hậu triệu nàng tiến cung hoàng hậu còn tưởng rằng lão tổ mẫu có cái gì việc gấp, kết quả là vì thứ đệ cầu thú thanh bình huyện chúa. Nàng dở khóc dở cười, tổ mẫu, việc này không thể nhắc lại, dừng ở đây, đổ thiếu huyên tâm sự nàng là biết đến rõ ràng, hoàng thượng cùng thái hậu đều thấy vậy vui mừng, nàng nhà mẹ để thêm cái gì loạn, thanh bình huyện chúa là hảo, nhưng không cần thiết nàng đắc tội đổ thiếu huyên. Nói thật, nàng tại đây hai vị trong lòng địa vị xa xa không kịp đổ thiếu huyên, ai ngờ, lâm lão thái thái tới một câu nương nương ta cũng là vì lâm gia kế hoạch trăm năm lâm gia thụ đại căng thâm mười mấy phòng người đều không có phân gia trong nhà mặt ngoài phong cảnh kỳ thật đã thu không đủ chi một năm không bằng một năm còn như vậy đi xuống không thể được a à, nhà mẹ để lạc phá nương nương ngài trên mặt cũng không quan, hoàng hậu ngẩn ngơ vừa định ngăn cản khóe mắt quét đến một hình bóng quen thuộc cả người cứng đờ lâm lão thái thái còn ở lại nhãi thanh bình huyện chúa không phải cái tốt mỗi ngày cùng nam nhân quậy với nhau đã sớm đã không có trong sạch nhưng thắng ở sẽ kiếm tiền cưới nàng tiến lâm gia bổ khuyết chút gia dụng làm người trong nhà đỉnh đầu dư giả chút đến lúc đó cho ngươi đệ đệ nhiều nạp mấy cái mỹ thiếp coi như là bồi thường nương nương ngài liền hạ nói tứ hôn ý chỉ nàng thanh âm đột nhiên ngừng lại bùng một tiếng quỳ xuống hoàng thượng tân hoàng từ trước đến nay đối lão nhân thực nhân từ nếu là ngày thường đã sớm đem người nâng dậy nhưng lúc này trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, làm đại tề triều phẩm quan lớn gã một cái không phẩm giai bình dân, vẫn là một loại ban ân, lâm gia thật dám tưởng, sao hoàng thất đều dám tưởng, ngươi nhục nhã há ngăn là thanh bình huyện chúa, vẫn là triều đình, hoàng hậu cũng quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, lâm lão thái thái đầu ầm ầm vang lên, không rõ chính mình làm sai chỗ nào. Hoàng thượng bớt giận, nghe thần phụ giải thích, thần phụ chỉ là cảm thấy thanh bình huyện chúa rất khó gả đi ra ngoài ngươi như thế nào biết nàng rất tưởng gả chim yến tước há biết thiên nga chí hoàng thượng lạnh giọng khiển trách thanh bình huyện chúa là trong triều trọng thần nàng vì nước vì dân đại nhân đại nghĩa thâm đến tiên hoàng coi trọng trẫm cũng không cho phép người khác chửi bới một cái vì quốc gia làm ra cống hiến trọng thần nếu không có thanh bình huyện chúa tây lương thủ không được kinh thành cũng sẽ không như vậy thái bình các ngươi có thể an hưởng phú quý là bị nàng che chở, ngươi đây là lấy oán trả ơn, lần này trong chiến tranh, một phản tình lập công lớn, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, trong triều đủ loại quan lại vì cái gì đều trầm mặt. Bởi vì bọn họ đều thấy được một phản tình công tích, mà hắn sẽ không bạc đãi một cái công thần, ngay trong ngày khởi, Trân Bảo Cát liền từ nội vụ kho tiếp nhận, kỳ thật Trân Bảo Cát là hắn sản nghiệp, treo ở lâm gia người danh nghĩa mà thôi, rốt cuộc thái tử làm buôn bán không dễ nghe a. À. Xem ở hoàng hậu mặt mũi thượng, trẫm không cùng ánh mắt thiển cận lão phụ chấp nhặt hạ chỉ tả đều ngự lâm ngự sử trị gia không nghiêm quan hàng một bậc phạt bổng nửa năm nàng đem nam nhân nhà mình hố lâm lão thái thái như ngủ lôi oanh đỉnh trước mắt từng đợt biến thành màu đen thân thể đi xuống đảo đi tổ mẫu tổ mẫu hoàng hậu kinh hoàng thất thố thanh âm vang lên ở một vãn tình không hiểu rõ dưới tình huống liền như vậy cùng hậu tộc kết hạ thâm cừu đại hận nhưng một vãn tình sẽ để ý sao lúc này, nàng phủng khóa kỹ hộp gấm, lâm vào mê mang, ngươi là nói, là tiên hoàng để lại cho ta di vật, đổ thiếu huyên mặt mày mỉm cười, là, ngươi mở ra nhìn xem đi, hắn trải qua trăm cây ngàn đắng trở lại lương thành, hơi xúc tẩy sau liền tới rồi thấy nàng, một vãn tình tiếp nhận chìa khóa, nhét vào khóa nội, nhẹ nhàng một ninh, khóa khai, nàng mở ra hộp, thấy rõ bên trong đồ vật, không cấm hít hà một hơi, là một khối kim bài, miễn tử kim bài một phản tình nhìn miễn tử kim bài trận mắt há hốc mồm tiên hoàng vì cái gì đưa ta cái này hắn như thế nào sẽ cảm thấy ta yêu cầu cái này đây là sợ nàng đâm thủng thiên sao tiên hoàng đối nàng rốt cuộc có cái gì hiểu lầm nàng thật là một cái quy quy cũ cũ lương dân đỗ thiếu huyên cũng là vẻ mặt cổ quái không biết a à, khả năng có lẽ là cảm thấy ngươi một nữ hài tử làm quan có nguy hiểm một phản tình này giải thích hảo tái nhật hành đi cho nàng liền thu. Nàng thưởng thức kim bài, càng xem càng cảm thấy tiên hoàng là cái rất có ý tứ người, đối nàng cũng coi như nhân nghĩa, trước tiên cho nàng để lại đường lui. Đáng tiếc, sinh thời đều không có thấy một mặt, đổ thiếu huyên thần sắc buồn bã, tiên hoàng đối ta cũng thực hảo, đem ta đương thân nhi tử yêu thương, nhưng đem những cái đó hoàng tử ghen ghét hỏng rồi, ngươi không biết khi còn nhỏ, hắn vẽ mặt hoài niệm, nói lên khi còn nhỏ ở hoàng cung lớn lên thú sự hắn từ nhỏ liền thâm đến đế hậu yêu thích, thái tử lại nơi chốn che chở hắn, hắn có thể ở hoàng cung đi ngang, là hoàng cung tiểu bá vương, hoàng tử cũng không tất có hắn phong cảnh, các hoàng tử đối hắn là hâm mộ ghen tị hận, nghĩ cách cho hắn xử quấy tử, nhưng hắn mỗi lần đều hóa giải, còn đem đối phương bắt được tới đánh một đốn, xong việc, hoàng thượng sẽ phạt hắn không chuẩn ăn cơm chiều, quỳ sao kinh thư, nhưng mỗi lần thái tử ca ca tránh đi người khác, lặng lẽ cho hắn tắt ăn ngon hoàng thượng không biết sao. Kỳ thật là biết đến, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, hiện giờ hồi tưởng lên, thật sự thực hạnh phúc, một phản tình nghe mùi ngon, thường thường phát ra tiếng cười to, đổ thiếu huyên lại đem lần này sự tình nói cái đại khái, kinh thành thay đổi bất ngờ, sống vân quỷ quyệt, nghe một phản tình liên tục nhướng mày, mỗi một lần quyền lợi điệt càng đều là ngươi chết ta sống, huyết lưu sông dài, lần này đem các hoàng tử đều ấn đi xuống, đổ thiếu huyên hơi hơi gật đầu, bọn họ đã không có tác loạn cơ sở cùng thực lực, trừ bỏ thành thành thật thật, không còn hắn pháp, cánh chim đều gạt bỏ, nhất cử nhất động đều ở ô y vệ giam thăm trung, chỉ có thể tiếp thu giam cầm kết cục. Hoàng thượng đối thân huynh đệ nhóm cũng không tệ lắm, đưa bọn họ cẩm y ngọc thực cung phụng, giúp bọn hắn dưỡng hài tử, trừ bỏ không có tự do, sinh hoạt đại ngộ thực hảo, không phục. Khi trước nhìn xem ngũ hoàng tử một nhà kết cục, ngũ hoàng tử thân chết, gia quyến biến vì thứ dân, xếp nhà sung công, thu hồi nhà cửa, toàn gia chỉ có thể thuê nhà trụ, nghĩ cách nuôi sống chính mình. Quá quán nhân thượng nhân tôn quý sinh hoạt, lập tức ngã xuống bụi bặm, vì một ngày tam cơm bôn ba, ra cửa xem người sắc mặt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một vãn tình một chút đều bất đồng tình ngũ hoàng tử cập gia quyến, chỉ lo một đã chi tư tạo thành sinh linh đồ tháng, có cái gì nhưng đồng tình, đến nỗi tuổi nhỏ hài tử vô tội đáng thương sao. Này vốn là tội liên đới thời đại A. Nếu tạo phản giả hậu đại còn có thể tôn hưởng phú quý, không chịu nửa điểm ảnh hưởng, khi như thế nào kinh sợ những người khác, nhân từ nương tay, phạm tội phí tổn quá thấp, sẽ chỉ làm người học theo. Vậy là tốt rồi, phía sau yên ổn, mới có thể không ra tay đối phó ngoại loạn. Hoàng thượng nhưng có cái gì an bài, làm một gia quân trước nghỉ ngơi lấy lại sức, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, đổ thiếu huyên là tiếp mật lệnh, đổ gia quân lần này thương vong cũng rất nghiêm trọng muốn bổ sung nguồn mộ lính, muốn luyện binh, muốn dự trữ lương thảo, không phải hắn muốn đánh là có thể đánh. Một vãn tình hơi hơi nhíu mày, vẫn là làm ngươi ra ngựa, hoàng thượng tín nhiệm nhất biểu đệ, tự nhiên là muốn cho biểu đệ trưởng binh quyền. Ân, đến lúc đó lưu một nửa quân đội đóng giữ biên quan, một nửa ta mang đi, cho nên đến mau chóng bồi dưỡng một đám tân binh ra tới, một vãn tình không giúp được cái này vội, chỉ có thể dựa chính hắn. Đỗ Thiếu Huyên có chút ngượng ngùng, Lương Thảo cũng đến chính chúng ta nghĩ cách giải quyết một bộ phận, đây là hoàng thượng cấp 200 vạn lượng bạc, xem như lần trước Lương Thảo phí dụng, quốc khố không có tiền, này vẫn là cắt giảm trong cung phí dụng được đến, hoàng thượng một cơm liền ba đồ ăn một canh, hắn nói là về sau có cơ hội bổ khuyết thêm quân phí, một vãn tình, hoàng đế cũng không giàu có a, à, còn không có một vãn tình có tiền. Đỗ Thiếu Huyên đem một đạo mật chỉ đưa cho nàng, ngươi nhìn xem, một vãn tình mở ra vừa thấy cứ nhiên là làm nàng toàn quyền phụ trách hòa đàm một chuyện khóe miệng nàng trừu trừu hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta lại không phải phương diện này nhân tài nha nhưng ở đỗ thiếu huyên trong mắt nàng chính là toàn năng không gì làm không được cái loại này hắn khả năng cảm thấy ngươi đầu óc hảo sử tây lương lại là ngươi địa bàn trấn được bãi lấy được chủ ý đàm phán sứ đoàn cùng ta cùng nhau tới ngày mai cùng nhau mở tiệc khoản đãi bọn hắn tuy rằng hắn cùng hai nước tạm thời ký kết ngừng chiến hiệp nghị nhưng cụ thể công việc còn không kịp nói chủ yếu nội loạn tạo thành tin tức ngăn cách từ tây lương đến kinh thành truyền lại tin tức quá khó khăn hắn lần này một đi một về đặc biệt không có phương tiện có đến đường vòng đây cũng là hắn đi kinh thành nguyên nhân chi nhất phải giáp mặt đem mặt khác hai nước hòa đàm ý đồ cùng hoàng thượng thông cái khí hòa đàm đến làm hoàng thượng tự mình xử lý một vãn tình cẩn thận nghiên cứu đàm phán sứ đoàn danh sách hồng lư tự khanh lễ bộ thị lan này hai cái xem như quan lớn phía dưới đều là thuộc quan ngươi đem bọn họ an trí ở nơi nào cùng phúc khách điếm đây là trong thành nhất có cách điệu khách điếm nổi tiếng mà đến phú thương nhiều đếm không hết đều phải xếp hàng đương nhiên đây cũng là một phản tình sản nghiệp mà lúc này đàm phán đoàn thành viên thần sắc mộng ảo nhìn trong thành đủ loại quả thực không thể tin được cùng phúc khách điếm bề ngoài trang hoàng cổ điển cổ kính nhưng bên trong phương tiện là hiện đại hóa rất nhiều đồ vật bọn họ thấy cũng chưa gặp qua bọn họ không cấm thật sâu hoài nghi chính mình có phải hay không bị thời đại đào thải. Đi ra khách điếm, sang bằng rộng mở đường xi măng sạch sẽ, dòng người chen chúc xô đẩy, đen nghìn nghiệp một mảnh, náo nhiệt đến không được. Người mặc bất đồng chế phục người hỗn loạn ở trong đám người, có duy trì thứ tự, có thanh khiết mặt đường, cực kỳ hài hòa. Hai bên cửa hàng bố trí thật xinh đẹp, đại khối cửa kính sáng người thông thấu, bán gì đó đều có, các trong tiệm chen đầy, sinh ý rực rỡ trên đường người đi đường mặt mày nhẹ nhàng, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, đôi mắt sáng ngời, không thấy một tia sầu khổ chi sắc, hồng lư tự khanh trợn mắt há hốc mồm, này thật là tây lương, cảm giác so kinh thành còn muốn náo nhiệt ồn ào, lễ bộ thị lan cũng không dám tin tưởng, tây lương đã có tiền đến loại tình trạng này. Mọi nhà đều dùng tới pha lê, này cũng quá xa xỉ, không thể không thừa nhận, có pha lê chính là thượng cấp bậc. Vấn đề là, nhà hắn đều không có dùng tới pha lê đâu một người thuộc quan đôi mắt trường đồng la đại, hắn vẫn luôn cho rằng Tây Lương là nơi khổ hàng, các bá tánh sinh hoạt nghèo khó, nhưng hiện tại hoàn toàn đổi mới hắn dĩ vãng nhận tri, bọn họ còn có thể ngồi ở đầu đường trung gian. Sẽ không sợ bị xe ngựa đâm sao, đầu đường trung gian có một loạt ghế đá, lão nhân hài tử ngồi nghỉ chân, mỗi người trên mặt mang theo tươi cười, trải qua bọn họ bên người người qua đường vừa nghe lời này, dừng bước chân, các ngươi là người bên ngoài đi, này một cái phố là đường đi bộ, không cho phép thay đi bộ công cụ trải qua, trung gian là cung đại gia dạo mệt mỏi nghỉ ngơi, buổi tối khi mặt tiền cửa hàng bảy màu đèn lồng cao cao quải, đi phố ăn vặt mua một ít ăn, mang lại đây ngồi vừa ăn biên ngắm phong cảnh, miễn bàn có bao nhiêu mỹ, ngươi chỉ cần không loạn ném rác rưởi, không đem đường phố làm dơ, không ai sẽ quản ngươi. Lễ bộ thị lan bất động thanh sắc đánh giá đối phương, là cái tầng dưới chót bình thường bá tánh, ăn mặc tám phần tân áo bông, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, tay mặt đều sạch sẽ, không có cấm đi lại ban đêm, giờ hợi lúc sau là cấm đi lại ban đêm. Người qua đường hảo tâm nhắc nhở một câu, đúng rồi, rác rưởi muốn ném tới cái kia hắc hắc thùng rác, nếu không sẽ bị phạt tiền nha, yêu quý hoàn cảnh mỗi người có trách, hắn ngón tay trên vách tường một hàng tự, tươi cười hiền lành, lễ bộ thị lan ngây ngẩn cả người, người biết chữ, xem trang điểm không giống như là biết chữ, người qua đường kiêu ngạo ưỡng ngực, nữ nhi của ta ở trường học học trở về dạy cho ta, ta nhận được thật nhiều tự, nữ nhi của ta thật thông minh, khảo thí khảo đệ nhất danh, được một lượng bạc tử học bổng đâu, cái gì? Người nữ nhi đi học. Mọi người đều sợ ngây người, người qua đường đặc biệt tự hào, như thế nào không được. Chúng ta lương thành có vài sở học giáo, nam nữ đều có thể thượng, hắn trước kia cũng thực cũ kỹ, cảm thấy nữ hài tử đọc cái gì thư. Cuối cùng còn không phải tiện nghi nhà người khác, đương nhiên, nhà hắn phía trước thật sự quá nghèo, nhi tử cũng chưa tiền đọc sách lễ bộ thị lan cả người đều không tốt cái này sao được ai ra chủ ý này quả thực là đồi phong bại tục tấm tắc đọc sách đọc ngu đi ta xem là nam nhân sợ so bất quá nữ hài tử cho nên liều mạng chèn ép người qua đường đã bị một vãn tình kia một bộ hoàn toàn tẩy não kiên quyết duy trì thanh bình huyện chúa mỗi một cái quyết định lão ca làm người muốn tự tin bọn họ phu thê đều ở phố ăn vặt làm giúp một tháng thêm lên có một lượng bạc tử, ngày thường còn có các loại công nhân phúc lợi, phát gạo và mì du a. À. Hài tử đọc sách đều là miễn phí, vì cái gì không chiếm cái này tiện nghi. Mọi người, Tây Lương phong cách cư nhiên như thế thanh kỳ. Người qua đường hiện giờ là một vãn tình cuồng nhiệt fans, nghe không được người khác chửi bới nàng. Chúng ta thanh bình huyện chúa chính là đọc sách nhiều, mới như vậy có khả năng có bản lĩnh, mang theo chúng ta bá tánh cùng nhau làm giàu, này thuyết minh nữ nhi bồi dưỡng hảo làm theo có thể quan tông diệu tổ, ta xem như xem minh bạch, nghe rõ bình huyện chúa nói, là có thể quá thượng hảo nhật tử, tầng dưới chót bá tánh có chính mình sinh tồn trí tuệ, nam nữ đều có thể đầu tư dưới tình huống, vì cái gì không cùng nhau đầu tư. Thành công tỷ lệ càng cao đâu, chỉ cần thành công một cái, trong nhà liền xoay người, lúc này giới tính quan trọng sao, nữ hài tử cũng không vội mà gã đi ra ngoài, 18 tuổi thành hôn không tính vãng ở nhà mẹ để nhiều kiếm ít tiền không hảo sao, tấm gương lực lượng vô cùng đại, có một vãn tình như vậy kim quan lấp lánh ví dụ ở, Tây Lương Trọng Nam Kinh Nữ đều thiếu, vứt bỏ nữ anh sự cũng ít, nữ tử địa vị được đến trên diện rộng đề cao, thanh bình huyện chúa nữ tử chi thân có thể cho gia tộc mang đến vinh quang, ấm phong cha mẹ, nhà bọn họ nữ hài nhi không cầu lợi hại như vậy, có thể làm nhà mẹ để dính điểm quan liền rất hảo, lễ bộ thị lan kịch mũi coi thường, ngươi không cảm thấy như vậy không an phận sao? Nữ tử không tài mới là đức, người qua đường cảm thấy hắn có điểm ngốc, đối mau đói chết người tới nói, ai có thể làm chúng ta ăn no mặc ấm, ai chính là chúng ta đại ân nhân, thanh bình huyện chúa cho chúng ta một cái quan minh đại đạo, nàng lời nói chính là chân lý, ngươi nhìn xem, này đó đều là thanh bình huyện chúa chế tạo, này nền xi măng, này đặc sản phong tục phố, này siêu thị, này cửa hàng bách hóa đều là nàng một tay một chân kiến thành. Một năm thuế bạc có bao nhiêu, các ngươi biết không? Nói ra hù chết các ngươi, quan phủ phú, tiền đều hoa ở cơ sở xây dựng thượng, tây lương biến hóa lộ rõ, các bá tánh đều thấy được. Đúng rồi, các ngươi biết cái gì là siêu thị sao? Cái gì là cửa hàng bách hóa sao? Kinh thành tới bọn quan viên cảm nhận được đến từ tây lương bá tánh kinh bỉ, nhưng vấn đề là bọn họ xác thật không biết a, à? người qua đường khả đắc ý hỏng rồi, các ngươi kiến thức hạn hẹp a, à? đúng rồi các ngươi là đến từ nơi nào, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ngượng ngùng nói là từ kinh thành tới, ngượng ngùng, tất kinh thành mất mặt, bọn quan viên đặt mình trong siêu thị cửa, nhìn người mặt một mặt bá tánh không đi vào đi, bao lớn bao nhỏ tiến vào, mỗi người trên mặt đều mang theo cười, cửa có nhân viên hướng dẫn mua sắm, khách khách khí khí dẫn bọn hắn đi vào, bọn quan viên tự cho là đúng kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng nhìn đến bên trong cảnh tượng đại chịu chấn động lần đầu tiên biết trên đời này còn có như vậy phương tiện mua sắm nơi, tất cả đồ vật đều chỉnh tề sắp hàng ở mở ra thức quầy giá thượng, tiêu có giá cả, khách hàng nhóm đầy cõi lòng ý cười, nhẹ nhàng tự tại sách theo một cái rổ, chọn lựa chính mình ái mộ sản phẩm, siêu thị không gian rất lớn, chủng loại phồn đa, chia làm ba cái khu vực, có đồ ăn khu, có y mũ khu, có đồ dùng sinh hoạt khu, quy hoạch đặc biệt hợp lý. Một người quan viên nhịn không được hỏi, sẽ không sợ đồ vật bị trộm sao? nhân tính đều là tham lam một khi mặc kệ phải tràn lan như vậy tùy ý làm người lấy không bị trộn sạch mới là lạ đâu nhân viên hướng dẫn mua sắm mặt mang mỉm cười nói không sợ mỗi người tiến vào đều là mình không tiến vào không cho phép mang theo bao vây quan viên khẽ lắc đầu cũng không xem trọng nhân viên hướng dẫn mua sắm nhẹ giọng nói nếu bị ra được sẽ một phạt mười nếu là bản địa sẽ hủy bỏ bản địa hộ tịch phúc lợi đời đời con cháu đều sẽ chịu ảnh hưởng không phải bản địa sẽ đánh gãy một bàn tay, hắn ngón tay hướng một đổ bạch tường, mặt trên rành mạch viết này đó quy tắc, lễ bộ thị la nhịn không được hỏi, bản địa hộ tịch phúc lợi có cái gì, mới sinh ra hài tử mỗi tháng đều có thể miễn phí lãnh một túi dinh dưỡng sữa bột, thẳng đến 3 tuổi, 50 tuổi lão nhân mỗi cái mùa phát một thân vải dệt, phàm là bản địa hộ tịch mỗi nửa năm có thể mua sắm ổn định giá 5 cân sợi bông, nhị thất bố, nửa cân muối, 200 cân lương thực, này đó đều là tiếng giới, không kiếm tiền bông là bản địa sản muối là từ phù phong thành vận lại đây phí tổn thấp so với thị trường xem như đánh nửa chiếc dưới tình huống như vậy ai còn sẽ ngốc đến đi biết rõ cố phạm đương ăn trộm đâu hủy bỏ phúc lợi bị người phỉ nhổ còn sẽ bị người nhà trách cứ thật sự không đáng bọn quan viên hai mặt nhìn nhau thần sắc phức tạp này đó ổn định giá thương phẩm có thể bảo đảm toàn gia không đói bụng chết đông chết tương đương có tâm bọn họ biết sửa bột đây chính là quý giá ngoạn ý nhưng ở Tây Lương cư nhiên miễn phí lãnh, sinh ra đến 3 tuổi trẻ con đặc có phúc lợi, bảo đảm hài tử sẽ không bị tùy ý vứt bỏ, giảm bớt trẻ con tỷ lệ chết non, cũng cấp hài tử thân đánh hảo cơ sở. Này đó hài tử người nhà sẽ mang ơn đội nghĩa, đối quan phủ sinh ra lực hướng tâm, hài tử hiểu chuyện cũng sẽ đối Tây Lương có lòng trung thành, có người nhẫn không ngủ nói thầm, thật sẽ thu mua nhân tâm, nhân viên hướng dẫn mua sắm biểu tình cứng đờ, khách hàng không vui, làm sao nói chuyện. Quan phủ làm chuyện tốt, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Nếu ngươi cho chúng ta lão nhân hài tử miễn phí phát đồ vật, chúng ta cũng khen ngươi hảo. Đừng để ý đến bọn họ, bọn họ chính là ghen ghét chúng ta, cũng là rốt cuộc chúng ta Tây Lương là độc nhất phân, chúng ta không thể kiêu ngạo. Ngoài miệng nói không thể kiêu ngạo, nhưng cao cao ưỡn ngực, vẻ mặt ta kiêu ngạo ta tự hào ta phải sắc. Bọn quan viên, tính, không cần thiết cùng này đó khách hàng dây dưa, chúng ta cũng đi xem đại gia dạo dạo liền tách ra, vốn là ôm chọn thứ tâm thái, kết quả nhìn đến thứ này hảo tiện nghi nga, cái kia cũng hảo tiện nghi nga, mua mua mua, nhiệt huyết phía trên, chờ xếp hàng tính tiền khi đại gia đụng phải, hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co giật, mỗi người trong tay đều xách theo bao lớn bao nhỏ, hận không thể nhiều ra mấy chỉ tay tới xách đồ vật, không phải, chúng ta không phải liền nhìn xem sao, ta phải cấp người trong nhà mua điểm đặc sản, đúng vậy, chính là đặc sản sao, bao lớn sự hảo đi, các ngươi nói là đặc sản liền đặc sản, sữa bột nải phiến mát đều là mười mấy kiện lót nền, bất quá, mua mới mẻ sữa bò cùng sữa chua là chuyện gì xảy ra. Này đó cũng không thể lâu phóng, Hồng Lư tự khanh cũng không biết chính mình như thế nào liền mua nhiều như vậy đồ vật, nhìn đến người khác như là không cần tiền lấy, hắn không nhịn xuống, cái này mua sắm hoàn cảnh rất có không khí, hình thức rất có ý tứ, là ai chế tạo. Hắn cảm thấy hồi kinh sau có thể cùng hoàng thượng nhất lên, có thể hay không ở kinh thành cũng kiến mấy cái bình dân siêu thị. Một khách quen chen vào nói nói, đương nhiên là chúng ta thanh bình huyện chúa, nàng nhưng có năng lực, cái gì cũng biết, này toàn bộ phố đều là nàng quy hoạch chế tạo, là nàng tâm huyết. Bọn quan viên đã phát hiện, một phản tình ở Tây Lương uy vọng cực cao, là cá nhân đều sẽ chạy ra giữ gìn nàng. Này một cái phố là nàng cá nhân sở hữu, khách hàng mắt trợn trắng, tưởng cái gì đâu. Quyền tài sản về quan phủ, gánh vác nổi lên lương thành hơn phân nửa thuế má, toàn dùng để tạo phúc chúng ta bá tánh, những cái đó cư dân phúc lợi là từ này một cái phố tránh tới. Nhìn khách hàng thoải mái tươi cười, quan viên trong lòng có loại mạc danh cảm thụ, hàng ngày quản lý cũng là từ quan phủ tới. Khách hàng khẽ lắc đầu, đổ đại tiểu thư cùng một đại phu nhân cùng nhau quản lý này phố, các nàng cũng phi thường có khả năng. Mọi người trầm mặt, cửa hàng trưởng tươi cười thân thiết mở miệng, các vị khách nhân, chúng ta cung cấp đưa hóa chỉ cần đưa 100 văn phí chuyên chở Nga, còn có thể như vậy. Hành A, quan viên báo cùng phúc khách điếm địa chỉ, thanh toán tiền, cửa hàng trưởng cho bọn hắn một trương lấy hóa danh sách, đến lúc đó thu được đồ vật cấp nhân viên công tác mang về tới là được. Cửa hàng trưởng khóe miệng hơi hơi cong lên, xem chư vị quần áo trang điểm đều thể diện, kiến nghị các ngươi đi cửa hàng bách hóa xem một chút, bên trong cái gì cần có đều có, chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có mua không được, không dạo một chuyến cửa hàng bách hóa, tương đương đến không Tây Lương Thành, đi cửa hàng bách hóa người chỉ có một loại khả năng, bị đào rỗng, không ai có thể toàn thân mà lui. Hắn thành công gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ, tính toán đi xem một cái, dọc theo đường đi đại gia còn thương lượng hảo, chỉ xem không mua ha. Kết quả, còn chưa đi tiếng đứng xa xa nhìn trong vắt pha lê đại môn, bị đồ sộ nguy nga thương trường vẽ ngoài làm cho sợ ngây người. Xi măng kiến thành năm tầng đại lâu tạo hình tuyệt đẹp, khí thế nguy nga, làm người nhịn không được nghĩ chân quan kháng. Mọi người xem thẳng mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đây là Tây Lương người lấy làm tự hào cửa hàng bách hóa, kinh thành đều không có lớn như vậy thương trường. Tiến vào sau, càng là đại chịu chấn động, chứng kiến sở xem đều là mới lạ ngoạn ý, trước đây chưa từng gặp, bọn họ như là mở ra một cái tân thế giới, thiên kỳ bách quái lại làm người mê say. Một gian gian cửa hàng trang hoàng thật xinh đẹp, pha lê tủ kính trưng bày các màu tinh xảo thương phẩm, mua sắm viên còn phi thường nhiệt tình phục vụ, tôn quý khách nhân, xin cho phép ta cùng các ngươi giới thiệu chúng ta cửa hàng thương phẩm, theo hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu, nhân viên cửa hàng ân cần phục vụ, đại gia vựng vựng hồ hồ mua rất nhiều đồ vật, chờ ra cửa khi tiền bao đều bị đào rỗng, ra cửa đi rồi một đoạn đường, đại gia mới phản ứng lại đây, ai gia uy, nói tốt không phát tiền đâu. Này so tiêu kim quật còn có thể vớt tiền, rốt cuộc là ai nghĩ ra tới, còn dùng hỏi sao? Khẳng định là Thanh Bình huyện chúa, nàng đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, đêm đó bọn họ còn đi đi dạo đỉnh đỉnh đại danh một thị phố ăn vặt, lại khai một lần tầm mắt, hai bên cửa hàng hoa đăng cao quải, đầu đường kính người hết chỗ, chen vai thích cánh, có rất nhiều kết bạn mà đi, có rất nhiều cả nhà xuất động, rất nhiều nhân thủ đều cầm thức ăn, vừa đi vừa dạo trên mặt đều treo tươi cười. Hết đợt này đến đợt khác trao hàng thanh không dứt bên tai, mê người đồ ăn hương khí ở chóp mũi quanh quẩn, làm người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn xem đồ ăn như vậy tiện nghi, bọn quan viên nơi nào còn có thể nhịn xuống, vừa mới bắt đầu còn có chút trục rè, sau lại ăn hải thả bay tự mình, từ đầu đường ăn đến đuôi, mỗi loại đều thử xem, thật sự hảo hảo ăn, mặc kệ là lẩu cây, thịt bò bánh, gà hầm nấm, xương sáo, đậu xanh bánh, sữa đông hai tầng, lão sữa chua từ từ đều làm người dư vị vô cùng. Cuối cùng đại gia ăn bụng tròn vo, rốt cuộc tắt không dưới, lúc này mới chưa đã thèm rời đi. Này toàn bộ phố hẳn là một gia người khai đi, thanh bình huyện chúa cấp tộc nhân an bài sinh kế, ta đều có điểm hâm mộ. Mỗi ngày hốt bạc có thể không hâm mộ sao, trở lại cùng phút khách điếm sau, đại gia ngủ không được đơn giản mở cuộc họp nhỏ, tâm tình đều rất phức tạp. Bọn họ phát hiện chính mình mới là đáy giếng chi huề, thân là kinh thành quan viên kiêu ngạo bị đã kích rơi rất tan tác. Hồng Lư tự khanh cái thứ nhất mở miệng, các ngươi tính tính này hai con phố một năm lợi nhuận có bao nhiêu, cấp dưới chần chờ một chút, ta cảm thấy có mấy chục vạn đi, hẳn là có thượng trăm vạn, nếu không căng không dậy nổi những cái đó cư dân phúc lợi. Hồng Lư tự khanh khẽ lắc đầu, há ngăn cái này số, ta rốt cuộc minh bạch thanh bình huyện chúa vì cái gì có thể bằng bản thân chi lực khiên lấy như vậy đại một cái lỗ thủng, phía trước, mọi người đều có chút hoài nghi chân thật tính, cái gọi là mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, bọn họ hôm nay rốt cuộc phục, nàng rõ ràng là kiếm tiền thiên tài, như vậy mới có thể nếu là ở hộ bộ, ta tin tưởng quốc khố thực mau liền sẽ bị lấp đầy, triều đình liền không cần vì bổng lộc phát không ra mà phạm sầu, một người thuộc quan nhược nhược mở miệng, không phải nói, không thể làm nữ nhân xuất đầu sao, mọi người khóe miệng trừ trừ, đừng nói nữa đi. Này Thanh Bình huyện Chúa Thành Tựu đã không thể dùng giới tính tới cân nhắc, nàng đem càng cổi biên quan chế tạo như thế phồn hoa, mới hoa hai năm thời gian. Hộ bộ thị lan nhẹ nhàng thở dài một hơi, làm như áo trướng, lại tựa bất đắc dĩ, đã không ai có thể lại ngăn trở nàng quan mang, nàng thế thành, tây lương bá tánh an cư lạc nghiệp, áo cơm vô ưu, đối một vãng tình phá lệ kính yêu, trưởng quầy tự mình đưa lên một bình trà nóng, một hồ nhiệt sữa bò, các vị đại nhân, buổi tối uống trà dễ dàng mất ngủ, sữa bò là trợ miên, có thể uống nhiều điểm chúng ta không điểm sữa bò. Một người quan viên sửng sốt, trưởng quầy cười tủm tỉm nói, đưa, chúng ta bên này sữa bò không có tanh vị, hảo uống lại dinh dưỡng, thượng đến quan viên hạ đến hài tử mỗi ngày đều phải uống một chén, sữa bò là quan viên phúc lợi. Đồng dạng là quan viên, vì cái gì liền như vậy không giống nhau đâu, không phải. Không đợi quan viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trưởng quầy liền cười nói, quan viên bao một ngày tam cơm, Bữa sáng có sữa bò, trứng gà, bánh bao thịt, cơm trưa cơm chiều có một hương một tố một chút tâm. Mọi người, trưởng quầy còn không có nói xong đâu, còn có các loại trợ cấp, nhà ở trợ cấp, ngựa xe trợ cấp, còn tuyên bố phiếu phiếu gạo đường phiếu du phiếu muối phiếu. Bọn quan viên che lại ngực, tây lương như vậy phát rồ a. À. Mỗi người đều có phân, trưởng quầy bất động thanh sắc liếc mắt một cái, đúng vậy, chính là dựa theo bất đồng chức quan, mức bất đồng mà thôi. Một người tiểu quan tròng mắt xoay chuyển nhịn không được hỏi thăm nói, kia bình thường quan viên có thể có bao nhiêu, trưởng quầy liền chờ hắn những lời này, theo ta hiểu biết, xóa các loại phiếu, bác phẩm quan viên lâm lâm đủ loại thêm lên có 10 lượng bạc, đủ để dưỡng da, bọn quan viên hâm mộ khóc, 10 lượng bạc A, kinh thành bác phẩm quan viên mới 3 lượng, kém suốt gấp 3. Nhân gia còn có các loại phiếu, miễn phí lĩnh, vấn đề là, kinh thành tiêu phí trình độ so biên quan cao nhiều, trưởng quầy còn ở bla bla tú, A, đúng rồi cuối năm còn có một bút tiền thưởng xem mỗi người biểu hiện định tối cao một ngàn lượng bọn quan viên tưởng lưu lại ngày hôm sau đều tư phủ phái tới hai gã chiêu đãi quan viên cùng đi bọn họ tham quan cũng thông tri buổi chiều ở yến hội thính mở tiệc khoản đãi chư vị kinh thành tới quan viên rất tò mò yến hội thính bản địa quan viên đơn giản giới thiệu một chút lập tức khiến cho đại gia hứng thú mãnh liệt yêu cầu tham quan một chút lương thành phòng làm việc ở vào đều tư phủ nghiên đối diện, song tử lâu tạo hình, trung gian dùng một cái pha lê hành lang liên tiếp, bên trái là chính vụ lâu, tổng cộng 4 tầng lâu, mặt hướng xã hội cửa sổ, tỷ như mua phòng, mua đất, khai cửa hàng, thu điền thuê, nộp thuế từ từ, đều ở chỗ này làm thủ tục. Mỗi ngày bá tánh các thương nhân nối liền không dứt, phá lệ bận rộn. Đương nhiên, cửa có thủ vệ, có việc mới có thể tiến vào. Quan viên thái độ hòa ái dễ gần, mặt mang mỉm cười hoàn toàn không có nửa điểm kiêu ngạo ương ngạnh các bá tánh có cái gì không hiểu có thể đi cổng lớn dò hỏi có chuyên môn phục vụ bên phải là tổng hợp lâu lầu một là quan viên nhà ăn lầu hai là phòng họp lầu ba lầu bốn là yến hội thính có khác cửa ra vào kinh thành tới quan viên đều lưu bà ngoại vào đại quan viên nhìn cái gì đều mới mẻ trong lòng liên tục kinh hô trên mặt trang rất bình tĩnh đây là cái gì thế giới thần kỳ cơ sở quan viên đối các bá tánh khách khách khí khí các bá tánh cũng không có co rúng sợ hãi, làm việc hiệu suất cực cao, tuyệt không kéo dài, sở hữu lưu trình đều có thể tại đây building hoàn thành. Mọi người xem xem thế là đủ rồi, kinh thành các nha môn phồn đa, làm việc nhưng không thế nào phương tiện, chúng ta đi cách vách nhìn xem, hành, cách vách là quan viên nhà ăn, cổng lớn có hai gã thủ vệ, đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài, ngượng ngùng, thỉnh chư vị đưa ra môn tạp, môn tạp. Đó là cái gì ngoạn ý? phụ trách chiêu đãi quan viên từ phía sau đi tới, lượng ra một trương môn tạp, mặt trên có quan viên tên chức vụ, tiểu lưu, đây là kinh thành tới quan viên, nghĩ tới đến xem, thủ vệ nghiêm túc nhìn vài lần, xác nhận không có lầm sau mới tránh ra lộ, làm cho bọn họ đi vào, nhà ăn rất lớn, bàn ăn bài chỉnh chỉnh tề tề, bên trái cửa kính khẩu nội hai mươi mấy bàn nóng hôi hổi đồ ăn một chữ bài khai, món ăn rực rỡ muôn màu, mê người hương khí phát mũi, đem thèm trùng đều câu lên chỉ thấy bọn quan viên cầm lấy hộp cơm xếp hàng múc cơm, một hung một tố, có thể tùy ý chọn lựa, món chính quảng no, mọi người xem mà thèm không thôi, này đó đồ ăn đều không có ăn qua, nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, chúng ta tưởng ở chỗ này ăn cơm trưa, tiếp đãi nhân viên nháo lượng một chút, đồng ý, chiêu đãi công tác cơm là nhị huân nhị tố, đại gia có thể chọn lựa chính mình thích ăn, mặt khác thành trấn quan viên tới lương thành mở họp, đều là tới nơi này ăn công tác cơm, còn đặc biệt thích ăn bọn quan viên vui sướng cầm lấy sạch sẽ một chất mâm đồ ăn, xếp hàng múc cơm. Hồng Lư tự khanh đánh một phần chiêu bài ớt gà, thịt kho tàu, đậu hũ quấy trứng vịt bắc thảo, xào khi rau, sắc hương vị đều đầy đủ. Hắn gấp không chờ nổi nếm một ngụm ớt gà, tiên cây vị làm hắn thực không thích ứng, cay thẳng uống nước, nhưng lại dư vị vô cùng, nhịn không được lại đi hiệp, liền dừng không được tiết tấu. Những người khác cũng là, chỉ cảm thấy mỗi nói đồ ăn đều ăn ngon, vùi đầu ăn uống thả cửa bên này đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy? Thật là kỳ quái, không đạo lý sao kinh thành còn ăn ngon. Nhân viên công tác lần đầu tiên ăn khi cũng là kinh vi thiên nhân, hiện giờ đã tập mãi thành thói quen. Nồi sắc xào, nhiều hơn du nhiều hơn gia vị liền ăn ngon, kinh thành không phải như vậy sao? Này một đòn ngay tim làm mọi người trầm mặt, kinh thành nào có cái gì xào rau? Biên quan quan viên tiền nhiều phúc lợi hảo, ăn lại tốt như vậy, hâm mộ khóc. Hồng Lư tự thanh nhịn không được hỏi, đỗ tiểu tướng quân cùng thanh bình huyện chúa cũng tới nơi này ăn chiêu đãi nhân viên khẽ lắc đầu tướng quân hàng năm ở quân doanh mà thanh bình huyện chúa ngẫu nhiên sẽ đến ăn thông thường là ăn trong nhà đưa cơm thực nàng khẩu vị thiên thanh đạm mà cơm tập thể trọng du trọng muối khẩu vị tương đối trọng càng phù hợp tây lương người khẩu vị lễ bộ thị lan chua lòng nói thầm nàng nhưng thật ra kiều khí bọn họ còn ăn không được đâu kiều khí nhân viên công tác không vui này đó kinh thành tới quan viên tự cho là cao quý, kỳ thị nữ tính, không, là kỳ thị Thanh Bình huyện chúa, thừa nhận Thanh Bình huyện chúa so với bọn hắn này đó nam nhân ưu tú, liền như vậy khó sao. Này sở hữu món ăn đều là nàng không ràng buộc cống hiến, nàng đại công vô tư, một lòng tạo phúc tây lương bá tánh, là chúng ta sở hữu quân dân nhất kính trọng người, cho nên đừng ở bọn họ trước mặt hạt bi bi, bọn họ sinh khí lên sẽ đánh người. Chúng quan viên đều nghe hiểu, khóe miệng co giật di, như thế nào có nữ tử vào được? Còn đóng gói mang đi, các nàng là người nào? Nhân viên công tác liếc mắt một cái, thanh bình huyện chúa thân binh, mỗi người có thể đánh, một cái đánh mấy nam nhân không nói chơi, lễ bộ thị lan hít hà một hơi, nàng còn có thân binh. Này không hợp quy củ A, nhân viên công tác cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, thanh bình huyện chúa quá ưu tú, ghen ghét nàng người quá nhiều quá nhiều, luôn có người chơi tiện chiêu muốn hại nàng một người thuộc quan nhịn không được mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhân viên công tác nghiêm mặt nói, trước đó không lâu, tấn vương phủ phái ra một đám thích khách ám sát thanh bình huyện chúa, bị phản giết, thi thể toàn treo ở trên tường thành, kỳ thật, liền lương thành đều vào không được, ở cửa thành bị phát hiện có gì, triển khai một hồi kịch liệt ngắm bắn, xong việc, mới biết được những người này là tới ám sát thanh bình huyện chúa, này nhưng đem các bá tánh tức điên, lấy cục đá đi tạp trên tường thành thi thể mọi người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy hắn đang nội hàm cái gì. lễ bộ thị lan đứng ở bên cửa sổ nhìn đến một biêu điên phòng, mặt trên viết nhà nước, gì? đó là cái gì? nhân viên công tác thăm dò vừa thấy, không cấm lộ ra ý cười, chính là quan viên nhà trọ giá rẻ, chỉ cần ra một trăm văn là có thể phân đến một phòng một sảnh, hai trăm văn có thể phân đến một bộ gia đình phòng, một trăm văn kia cũng quá tiện nghi, không biết bên trong hoàn cảnh như thế nào bọn quan viên mãnh liệt yêu cầu đi tham quan, nói không chừng hoàn cảnh thực ác liệt đâu. Tiến vào sau, bọn quan viên liền hối hận, không nên tới, nhìn một cái, chim sẻ tuy nhỏ, lại ngủ tạng đều toàn, còn mang xây cất hoàn thiện, đứng ở trên ban công nhìn ra xa nơi xa, phá lệ thoải mái, gia đình phòng liền càng tốt, tam thất nhị thính, sạch sẽ, khoan rộng mở sưởng, mấu chốt là quý giá pha lê A, à, lấy ánh sáng cực hảo, nam bắc thông gió, hoàn cảnh như vậy, liền tính quan lớn cũng nhịn không được nói một tiếng hảo, nghĩ đến một bộ, yến hội thính, thời gian mau tới rồi, chúng bọn quan viên lục tục trình diện, đều là trên quan trường hỗn, hai bên tiến hành rồi hữu hảo giao lưu, lễ bộ thị lan thử vài câu, phát hiện Tây Lương quan viên đem một vãn tình tôn sùng là thần minh, thật sự, trong mắt có quan, này liền quá mức a à. nhưng làm trò những người này, hắn không dám nói nửa câu một vãn tình nói bậy, sợ bị quần ẩu hắn cùng hồng lư tự thanh mắt coi liếc mắt một cái ở lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ một vãn tình địa vị không gì phá nổi nàng quần chúng cơ sở quá vững chắc không có sơ hở đỗ thiếu soái giá lâm thanh bình huyện chúa giá lâm một đôi tuổi trẻ nam nữ sống vai đi vào tới trai tài gái sắc châu liên bích hợp trong nhà tức khắc sáng ngời mọi người đồng thời đứng dậy nên đón đàm phán sứ đoàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đỗ thiếu huyên bên người nữ tử chỉ có thể dùng một cái từ hình dung sáng như Minh Châu. Ở bọn họ trong ấn tượng, Thanh Bình huyện chúa là cái thực nghiêm túc, ít khi nói cười, diện mạo bình phàm nữ tử. Nhưng không nghĩ tới, nàng Thanh Diễm tuyệt luân, mặt mày như họa, khóe miệng mỉm cười, cực có lực tương tác, làm người không tự chủ được tâm sinh hảo cảm. Đỗ Thiếu Huyên cùng sứ đoàn một đường đồng hành, cũng không xa lạ, chủ động đem những người này giới thiệu cho một vãn tình. Một vãn tình mặt mang mỉm cười, khách khí lại không mất thân thiết, mỗi một câu đều làm người như tắm mình trong gió xuân. Chỉ chốc lát sau, liền tính đối nàng nhất có thành kiến lễ bộ thị lan cũng không thể không thừa nhận, nàng là một cái cực có nhân cách mị lực chính khách, không sai, chính là chính khách, tâm tư trầm thâm, cực có thủ đoạn, làm người xử sự không chê vào đâu được. Nàng kêu ra mỗi người tên, đối bọn họ gia đình tình huống rõ như lòng bàn tay, còn có thể lưu thượng vài câu việc nhà. Nghe nói lệnh lan 15 tuổi liền trúng tú tài, có thể nói thiếu niên anh tài, gia học sâu xa, ngài dạy con có cách nha, có thể cùng chúng ta nói nói ngài là như thế nào bồi dưỡng ra một cái như vậy ưu tú hài tử, đến, lời này tao đến hồng lư tự khanh ngứa chỗ, lại nghiêm túc người cũng không cấm lộ ra một tia ý cười, lời nói cũng nhiều, lưu đại nhân là con cháu nhà nghèo xuất thân, lại không ngừng vươn lên, dựa vào chính mình nghị lực cùng bất khuất kiên cường tinh thần đi bước một hướng lên trên đi, có thể nói chúng ta đại tề triều truyền kỳ nhân vật, thực sự làm người bội phục, nghe một chút, liền lễ bộ thị lan đều khiên không được như vậy cầu vòng thí, cầm lòng không đậu cười, chẳng sợ biết lời này có quá nhiều thủy phân, nhưng không chịu nổi quá êm tai, thanh bình huyện chúa chính là thật tinh mắt, không tồi không tồi, đỗ thiếu huyên nhìn bên người nữ hài tử hoa ngôn xảo ngữ, hống một đám người vui vẻ ra mặt, sôi nổi lễ thượng vãn lai khen một đợt trở về, hoàn toàn đã quên phía trước có bao nhiêu mâu thuẫn. 16 tuổi nữ hài tử có thể làm được này một bước, chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm một vãn tình chú ý tới hắn ánh mắt, làm sao vậy, cảm thấy nàng quá tục khí. Chỉ cần có thể bắt được lão thử, cũng đừng quản mèo đen mèo trắng lạc, ai ngờ, đổ thiếu huyên nhẹ nhàng tới một câu, ngươi hảo đáng yêu, một vãn tình, nàng bất động thanh sắc dời đi tầm mắt, nhìn về phía bốn phía, chư vị xa đến mà đến, đếm thử chúng ta tây lương đặc sắc thức ăn, mấy chiếc tiểu xe đẩy đẩy mạnh tới, trên giá tất cả đều là rực rỡ muôn màu mỹ thực, một phần phân phân hảo. Nhân viên công tác đem một phần phân thức ăn đưa đến mỗi người trước mặt, đừng nói kinh thành quan viên chưa thấy qua, bản địa quan viên gặp qua cũng không nhiều lắm. Hồng Lư tự khanh xem như kiến thức rộng rãi, nhưng thiệt tình chưa thấy qua này đó, đây là, một vãn tình cười tủng tiễn giới thiệu, tổng cộng ba đạo điểm tâm ngọt, ba đạo hàm điểm, đây là sữa chua mật ong kem, băng băng ngọt ngào, giải nhiệt vũ khí sắc bén, bơ bánh kem, ngọt mà không nị, già trẻ toàn nghi, bánh quy bơ, tô sốt giòn giòn, vào miệng là tan, muối tô gà, tươi mới nhiều nước, ngoại da tạc xốp giòn, hàm hương ngon miệng, thịt gà hamburger, bánh mì mềm xốp, thịt nộn nhiều nước, bánh bông lan trà bông cuốn, hàm hàm ngọt ngào, vị thực đặc biệt, một vãn tình cầm lấy kem đào một cái muỗng, mọi người đều nếm thử, này mấy thứ làm chiêu đãi ngoại tân điểm tâm, chư vị cảm thấy có thể chứ, thấy nàng động thủ, những người khác sôi nổi thúc đẩy, ăn một lần liền dừng không được tới, hàm ngọt, phong cách không giống nhau nhưng mỗi dạng đều ăn rất ngon có thể quá có thể này cũng quá ngon đi điên cùng tâm động trung, lễ bộ thị lan rất thích ăn càng ăn càng chua xót chờ hắn trở về liền ăn không đến như vậy tuyệt thế mỹ vị tây lương quan viên cũng quá hạnh phúc thu vào cao lại có nhiều như vậy mỹ thực nhưng ăn quan ngã bọn họ kinh thành cư nhiên so ra kém tây lương mất mặt a à, vài ngày sau bác sở cùng tây vu đàm phán đoàn đại biểu liền vào thành Đỗ Thiếu Huyên cùng một vãn tình mang theo nhà mình sứ đoàn tiến đến nghênh đón, tuy rằng là đối địch phương, nhưng tương ứng nghi thức vẫn là phải có. Mặc kệ là kinh sợ, vẫn là ra oai phủ đầu, tây lương phương diện đều bãi đủ cái giá, chỉ kém kéo một cái biểu ngữ, chúng ta là chiến thắng quốc, ngươi chờ là đại thua gia. Bắt sở đoàn đại biểu mang đội vẫn là một cái người quen, Thanh Bình huyện chúa, chúng ta lại gặp mặt, nam tử khí thế nhiếp người, một đôi mắt hổ hàm uy, đúng là yến vương.